Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến với kênh ITB Club Channel. Vâng, em là Bá Quyền, là tổ thành viên tổ tín hiệu của câu lạc bộ ITB chị nhé. Trước khi đến với nhận định thị trường thì anh chị có các mã cổ phiếu cần quan tâm để mua điểm bán, nắm giữ chung và dài hạn. Anh chị để lại số màn hình thì em Quyền sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị nhé. Cảm ơn quý chị rất nhiều, và đặc biệt thì anh chị để lại cho em một cái tương tác xem âm thanh chất lượng và hình ảnh có được tốt ạ. Nếu âm thanh chất lượng và hình ảnh tốt thì anh chị cho em xin số 1, mà không tốt thì anh chị cho em xin số 2 để em Quyền được biết cái chất lượng và âm thanh hình ảnh trong buổi review ngày hôm nay anh chị nhé. Cảm ơn quý chị rất là nhiều. Và điều đặc biệt hơn thì anh chị có thể khích lệ em Quyền đâu đó bằng một like, anh chị nhớ đăng ký kênh để sau này có những cái buổi review cũng như là có những cái thông tin mới nhất sẽ thông báo đến điện thoại và máy tính của anh chị nhé. Và anh chị nhớ đăng ký, anh chị nhớ ấn nút chuông thông báo anh chị. Cảm ơn quý chị rất là nhiều. BQ Hiếu ok, cả âm thanh nghe ok, cảm ơn anh chị. Vâng, thì đối với thị trường ngày hôm nay thì đó, nói chung là trong cái nhịp vừa qua thì có cái sự mà dòng tiền ngoại vào cân dòng tiền nội trong nhịp này rất là cao. Tuy nhiên thì trong cái những cái phiên gần đây, đặc biệt là phiên ngày hôm nay thì có dấu hiệu là dòng tiền ngoại đã bắt đầu có sự suy yếu, thì khả năng là trong những phiên tới là tỷ lệ mà cái dòng tiền đối với ngoại là không còn cân được thị trường nữa, thì khả năng là thị trường sẽ có nhịp chỉnh rất là cao chị nhá. Trong nhịp này thì nó vẫn đang dòng tiền của khối ngoại rất là sung mãnh chị này, đúng không ạ? Dòng tiền khối ngoại vẫn vào, tiếp tục vào thị trường trong ngày hôm nay, lén vào thị trường là 1.000 giá trị mua dòng chị nhá, là 1.655 tỷ đồng, đúng không ạ? Dòng tiền khối ngoại vào rất là mạnh trong cái nhịp này, kéo thị trường lên rất là tốt anh chị nhé. Thì tập trung là đối với cổ phiếu HBG này, cổ phiếu HBG là 467 tỷ đồng rồi anh chị, nguyên với cổ phiếu HBG thôi là 467 tỷ đồng. Vim Home là 258 này, 258 tỷ này, VIX là 129 tỷ này, SI là 121 tỷ này, và Masan là 114 tỷ đồng, STB là 92 tỷ đồng. Đúng ạ, KBC ngày hôm nay mua là 72,4 tỷ đồng này, và Vietcombank là 51,6 tỷ chị nhá. VRE, VND này, BBD, nói chung là khối ngoại đoạn này thì toàn mua những cái mã cổ phiếu khỏe thôi và thanh khoản rất là tốt trong nhịp này, đúng không ạ? Như HPG, Vinhome này, VIX rồi STB, đặc biệt là đợt này thì khối ngoại săn với các cổ phiếu họ nhà Vin rất là nhiều. Vin rất là nhiều đúng không ạ? Vin thì có, thứ nhất là dòng bất động sản đã được có sự là bất động sản đã được giải thoát trong nhịp vừa qua, thì dấu hiệu đó là tích cực, cộng với mà VinFast đã có những cái mà xuất khẩu ô tô điện sang thị trường Trung Quốc đúng không ạ? Thì người ta tập trung vẫn mua Vinhome này rất là nhiều, họ nhà Vin này. SI này, dòng chứng khoán này, dòng chứng khoán và dòng thép đúng không ạ? Thì trong cái buổi review trước đó của em Quyền rồi, thì trong cái nhịp này thì mình sẽ tập trung đánh với cổ phiếu dòng chứng khoán và dòng thép và một số dòng bất động sản đối với chị. Dòng bất động sản thì hầu như ở đây thì khối ngoại người ta hầu như cũng đang là tập trung vào những cái về dòng thép, dòng chứng khoán và dòng bất động sản đối với chị. Đó, số ngân hàng rất là ít nhé, ngân hàng chỉ có STB thôi, STB và Vietcombank cũng tương đối là ít thôi. Nhưng chủ yếu là đối với dòng chứng khoán và dòng thép trong nhịp này, đặc biệt là cổ phiếu Hòa Phát, đúng không ạ? Cổ phiếu Hòa Phát thì nó là cổ phiếu quốc dân, quốc dân hôm nay đã lém vào nguyên với cổ phiếu này đã là 467 tỷ đồng, kéo chỉ số VN-Index lên rất là mạnh, rất là mạnh. Dòng tiền của khối ngoại vẫn là vào, tuy nhiên thì đã có sự suy yếu so với phiên ngày hôm qua. Phiên ngày hôm qua là 2.637 tỷ đồng và phiên ngày hôm nay là 1.600 đấy chị nhá. Thì trong những phiên tới nữa thôi mà cái dòng tiền của khối ngoại nó đã bị suy kiệt, đúng không ạ? Không còn lực để tiếp tục mà kéo lên nữa, thì khả năng lúc đó sẽ có những cái dấu hiệu là chỉnh rất là cao, vì căn bản là cái dòng tiền nó không vào nữa, đúng không ạ? Dòng tiền không còn dòng tiền vào nữa chị nhá. Thì lúc đó nó có dấu hiệu là chỉnh thì sẽ xảy ra những cái tình huống là áp lực chốt lời, áp lực chốt lời, và thậm chí là sẽ có những cái nhịp mà nếu mà thị trường vẫn cứ kéo mạnh như này thì khả năng nó sẽ có cái cú rơi rất là mạnh, và biết đâu khả năng là điên cuồng, cái dòng tiền nó điên cuồng này có thể nó kéo lên cái vùng 1082 đối với hệ thống Ichimoku này chị này, có thể nó sẽ kéo lên cái vùng 1080 này, đúng không ạ? Cái phiên ngày hôm nay là một phiên thì theo đánh giá của em thì nó tương đối cũng là một cái chút dấu hiệu tích cực, đúng không ạ? Và khi bắt đầu nó làm trong mây thì nó bắt đầu ở cái quá trình này, thì bây giờ cái tình trạng này thì nó sẽ xảy ra những cái sự rung lắc ở trong nhịp này,
ở trong mây như này, giúp nắng như này, thì đoạn này bây là cái đoạn mà mình không thể tham gia được nữa rồi. Nó thật sự là không thể tham gia được nữa rồi chị nhé. Với cơ bản kể cả những cái nhịp này thì anh chị cũng không thể tham gia được, cũng không nên tham gia vì nó tiệm cận những cái vùng cản. Nhưng đoạn này thì nói chung là buổi sáng thì anh chị nhìn thấy rồi, có những cái sự dấu hiệu chút là nhẹ, có lúc và chỉ số VN-Index còn giảm qua cái vùng tham chiếu đúng không ạ? Còn qua tham chiếu chị nhé, thì bắt đầu cuối phiên và dòng tiền là dòng tiền bắt đầu tiếp tục lại vào kéo chỉ số VN-Index lên với một mức biên độ cá giá cao nhất trong ngày. Cá giá cao nhất trong ngày chị nhé. Thì như ở đây thì như cái câu chuyện ở đây thì như chị nhìn thấy đúng không ạ, trong một chỉ số VN-Index lên mà với đối với cái nhịp này lên và khối lượng thì gia tăng thì anh chị cũng hết sức lưu ý nhé. Giá giá tăng đúng không ạ, chỉ số mình mà tăng mà cái khối lượng nó không tăng ấy, khối lượng nó cứ tăng tăng như này này thì nó còn bền hơn chị. Và khối lượng mà tăng đột biến như này đến một nguồn, đến một ngày nào đó thì cái nguồn cầu, à cái nguồn cầu nó bị suy yếu, nguồn cầu nó bị suy yếu chị nhá, thì cái nguồn cung bắt đầu là có dấu hiệu chốt lời, đặc biệt là từ giai đoạn này đã có dấu hiệu chốt lời chị này. Thế nên là cái nguồn cầu thì suy yếu thì khả năng là sẽ có những cái nhịp chỉnh trong những cái phiên tới rất là cao đúng không ạ. Hôm nay thì em cũng tưởng nó chỉnh rồi đấy, nói chung là cũng rình rình nó chỉnh rồi đấy, rình rình nó chỉnh chị này. Và đây chị này, cái khối lượng bắt đầu có sự suy giảm trong phiên ngày hôm nay rồi đúng không ạ, suy giảm trong phiên này nay rồi chị nhá. Thì anh chị lưu ý một chút nhá, chỉ số tăng và khối lượng tăng thì thật ra thì anh chị phải cảnh giác, chỉ số mà tăng hoặc giá cổ phiếu mà tăng và cái khối lượng không tăng thì đồng nghĩa việc rằng nó sẽ là bền, nó bền hơn đấy chị nhá đúng không ạ. Vì ví dụ như bây giờ anh chị nắm cái cổ phiếu Hòa Phát đi, ví dụ anh chị nắm cái cổ phiếu Hòa Phát đi anh chị đúng không ạ, đây thì có thể là đối với Hòa Phát thì nó tăng cái khối lượng nó cũng không tăng mạnh cho lắm đúng không ạ, có thể mình gói ví dụ nó không tăng mạnh lắm, giá nó tăng nhưng cái khối lượng nó không tăng mạnh cho lắm, nó không có sự đột biến này đúng không ạ, thì nó tăng sẽ bền hơn chị nhé. Nhưng mà đây cái ở cái đối với chỉ số VN-Index đúng không ạ, chỉ số VN-Index thì đối với thị trường trong nhịp này thì đang có dấu hiệu là cái nguồn cung bắt đầu suy yếu rồi, được bán thì cũng có rồi chị này, và sẽ có và đã sắp chuẩn bị là đạt được cái sự hưng phấn của thị trường trong nhịp này. Dòng tiền thị trường bây giờ đang rất là hưng phấn trong nhịp này, hưng phấn như này thì cũng có một điều rằng là sẽ có những cái cú mà điều chỉnh rất là cao, nếu cứ tiếp tục mà còn tăng mạnh như này thì cái tỷ lệ chỉnh thì nó tương đối là mạnh đúng không ạ. Thì như cái phiên hôm qua ấy, thì chặn đúng cái mây này thì chỉnh đúng kỹ thuật thì nó về đây thì nó tương đối là tốt này, tương đối là tốt anh chị nhé. Thế thì đối với chỉ số VN-Index về mặt ngắn và trung hạn thì nó vẫn đang là một cái xu hướng downtrend, hiện tại thì nó vẫn đang là một cái nhịp hồi phục thôi. Bao giờ đối với về mặt ngắn hạn mà nó làm trên được những cái vùng trên này hoặc có ít ra nó chui qua được những cái làn mây này thì đâu đó nó mới chuyển sang một cái xu hướng tăng, xuống tăng anh chị ạ. Có thể là trong thời gian tới này sẽ có một cái nhịp mà biết đâu đúng không ạ, có thể là cái mà khi mà cứ tiếp tục bán ra mạnh đúng không ạ, tay to với khối ngoại người ta lại kéo đúng không ạ, tiếp tục cứ bán ra thì người ta lại kéo lên nhịp này rất là cao, mà khả năng là vớ vẩn lại kéo lên cái vùng giá này, sau đó mới lại rơi quá trình tích lũy chị, quá trình tích lũy trong nhịp này. Thì đến thật ra thì nếu mà chỉ số VN-Index này thì càng đến cái đoạn cao như này rồi thì cái áp lực chốt lời cộng với áp lực tiết cung bán ra nó tương đối là mạnh, tương đối là mạnh. Thứ nhất là đang ở trong cái làn mây rồi anh chị nhé, sẽ có sự rung lắc áp lực tiết cung bán ra này cộng với đang tiệm cận cái vùng 1080 này, 1080 bây giờ là mình cũng còn có đâu đó thôi đúng không ạ, đâu đó thôi anh chị nhé. Mà tuy nhiên thì nếu mà để mà cái vùng 1080 này thì ra thì chưa chắc nó đã đạt được, có khả năng là sẽ đạt được, nhưng mà cái tỷ lệ này thì cũng chỉ là khoảng tầm 50-50 thôi, chị em cũng không thiên về những cái chiều hướng nó lên được vùng giá này đúng không ạ. Mặc dù là thị trường đang tăng rất là tốt, tăng trong nghi ngờ chị nhé, nhưng mà nó đang ở những cái trạng thái tăng rất là yếu, có nguy cơ đảo chiều điều chỉnh, nguy cơ điều chỉnh trong một cái xu hướng hồi phục rất là cao, hồi phục rất là cao trong nhịp này đúng không ạ. Trong một cái nhịp hồi phục mà cái nguy cơ điều chỉnh như này rất là cao này, đi một cái góc 75 độ này, gọi đi một góc 45 độ thì nó bền hơn anh chị nhé, nó tạo ra một cái sức bền hơn đúng không ạ. Nói chung là thị trường bây giờ cần phải một cái nhịp chỉnh và hoặc là sẽ có một cái nhịp tích lũy thì lúc đó mới tiếp tục một cái sự bền vững được, còn tăng thì cái càng tăng thì cái tỷ lệ nó rơi tương đối cũng là mạnh, tương đối cũng là mạnh, và dòng dòng cái dòng tiền đã có sự suy yếu đối với khối ngoại trong nhịp này rồi. Nói chung là đoạn này chỉ là khối ngoại người ta mua bất chấp đoạn này thôi đúng không ạ, dòng tiền nó đang đang rất là tích cực cái gì nhé, người ta mua bất chấp đoạn này, khối ngoại đang cân hết thị trường Việt Nam mình trong nhịp này,
cái nứt thị trường này, đúng không? Ra phát buổi sáng ra phát kéo lên tiếp này, kéo lên tiếp này anh chị này. Thế đó còn về đối với chỉ số VN-Index về mặt là dài hạn thì các bạn thì nó vẫn là một cái xuống tăng. Hôm nay là cũng là một cái kết lên tháng với chị, kết một cái lên tháng rất là đẹp, một cái đến rút chân rất là đẹp với chị. Thế thì cái câu chuyện ở đây là trong tháng này, trong cái tháng 12 tới này thì cái câu chuyện nó tiếp tục nó đi lên hay không, đúng không ạ? À, có thể sẽ đi lên với một cái biên độ vẫn cái tiếp tục cái dòng tiền mạnh như này thì khả năng vẫn tiếp tục đi lên, khả năng thì cái nó thứ mắt thì nó sẽ có, nếu về suy xét về cái khung trung hạn này thì khả năng sẽ đạt lên được cái vùng 1093, có thể sẽ kéo đến vùng 1093 này, đúng không ạ? Và nói chung là đối với chỉ số VN-Index về mặt ngắn hạn, à về mặt dài hạn, nó vẫn có thể cái nguy cơ bị chỉnh trong dài hạn rất là cao chị nhá. Đâu đó có thể là sang tháng 12 nó vẫn có nguy cơ chỉnh, đúng không ạ? Nó phải sang cái tháng 1 2023 thì lúc đó xuất hiện một cái vùng khách sạn, lúc đó mới cho một cái nhịp bật tăng mạnh mẽ được. Thì cái câu chuyện ở đây nếu suy xét về cái khung dài hạn như này thì điều kiện nó cần phải vượt qua được cái vùng 0.92 và sẽ hướng đến cái vùng 1200, 1200, đúng không ạ? Rất nhiều anh chị trong zoom cộng đồng có hỏi là nếu nó lên được cái vùng 1200 liệu có thể được không, và nói chung là nếu về suy xét về mặt dài hạn thì nó cũng là có vùng 1200 nó có thể lên được trong cái giai đoạn này đúng không ạ? Với cái lực như này thì có thể lên được anh chị nhé. Tuy nhiên thì nó cần phải hạ cái độ cao của chỉ số VN-Index xuống và hạ cái sự hưng phấn của nhà đầu tư xuống trong cái nhịp này. Nó là nó tạo cho một cái độ cao của chỉ số VN-Index, nó đi góc 45 độ thì nó bền hơn với đi một cái góc độ thẳng đứng như này. Đó, thế còn về mặt trung hạn thì sao? Thì như trung hạn thì căn bản thì nó vẫn là một cái xu hướng giảm với chị. Nó vẫn là xu hướng giảm, như hôm qua anh Quyền có chia sẻ anh chị về cái mẫu cái này rồi. Với chị, đó, thế thì câu chuyện ở đây thì nó sẽ đạt về về mặt trung hạn thì khả năng nó sẽ lên được cái vùng giá trên này. Thứ nhất là sẽ lên được cái vùng cản đối với cái giao găm này đã chị nhé, giao găm này đã xem có được vượt qua được cái vùng giá này hay không, có thể sẽ đi theo một cái kênh sóng chính đối với việc cái kênh sóng của cái trung hạn này không. Trung hạn thì nó vẫn đang là xu hướng giảm và cái nó đang đi theo một kênh sóng giảm cái gì ạ, nó vẫn đang là một kênh sóng giảm với chị. Anh chị nhìn trên cái biểu đồ đúng không ạ, kể cả Ichimoku thì nó vẫn đang nằm xuống giảm, nó chưa phải chuyển sang một xuống tăng. Thế thì câu chuyện nó tăng lên cái đường trend này, cái đường cây sóng này thì hay là đoạn vùng giá này thì anh chị có thể suy xét tiếp thì nhá. Thì có khả năng nó sẽ cho một cái chạm được cái vùng cản 1080 mấy này, có thể vớ vẩn nó kéo lên cái về 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 về, về ngắn hạn này, cái vùng 1086 là khả năng kéo lên cái vùng 1080 mấy này, vớ vẩn nó kéo lên luôn đúng không ạ? Thì cái vùng cản này nó tương đối là mạnh này, cái áp lực tích cung bán ra là mạnh này, thì đâu đó thì em quên đã nói chị rồi, thì khi mà sang cái tuần này thì cái sự khách sạn của mình nó mở rộng ra thì cái sự chào đón đối với nhà đầu tư về cái vùng khách sạn này nó tương đối là mạnh, cái sự hút giá về nó tương đối là mạnh anh chị nhá, tương đối là mạnh. Thế thì về mặt trung hạn thì suy xét thì có thể nó sẽ vượt lên cái vùng 1084 và có thể hướng đến cái kênh sóng chính đối với về mặt trung hạn, nó là kênh sóng xuống, kênh sóng downtrend anh chị nhá. Thì cái câu chuyện ở đây thì mình có thể suy xét là xem ở những cái thời điểm nào nó sẽ vạch qua được cái kênh này hay không. Nếu nó vạch qua được thì thường thường nó sẽ có nhịp nó test lại anh chị ạ, nó sẽ có nhịp test lại, ví dụ nó có thể là vượt lên đây đi, có thể nó vượt lên đây anh chị này, có thể nó vượt qua đi, sau đó thì khả năng nó sẽ làm cái nhịp nó test lại rất là cao anh chị ạ. Nó test lại cái đường cả này anh chị nhá, cây sóng này. Đó, thì câu chuyện đây là khả năng thường thường nó sẽ test lại, có thể là nếu nếu mà về kết hợp với phương Tây với cả hệ thống Ichimoku thì khả năng nếu nó đi đúng cái đầu tiên thì nếu nó đi đến cái cây sóng này này thì khả năng nó chỉ loanh quanh ở cái khu vực này, chạm những cái đường cản cây sóng cộng với cái vượt qua vùng Kijun, thì vượt qua được cái vùng Kijun đối với trung hạn với một cây nến thì nó cần thêm cái sự xác nhận cái gì ạ, cây nến thứ hai xác nhận thì mới có vượt được qua hay không, đúng không ạ? Thế thì cái đoạn này này, cái đoạn này là cái mà biết đâu đó đúng không ạ, khả năng thị trường nó lại quay lại nó giảm thì sao chị, quay lại khả năng nó giảm ra vì nó đang diễn biến trong một cái kênh sóng trung hạn, đó là kênh sóng downtrend, mới có được có 1-2-3 bước sóng thôi, 1-2-3 bước sóng thôi chị, 1-2-3 bước sóng thôi chị nhé.
đúng ạ. Thế nên thì cái đoạn này chị phải lưu ý này, cái chị có thể kẻ một cái đường cản chéo này, đường cái chấm chéo chị lưu ý này. Đó thì về mặt trung hạn thì theo đánh giá của em thì khả năng nó sẽ lên được cái vùng cản cái zone này, kẻ cái zone này hoặc là cái chạm sẽ vùng chạm được cản chéo này thì khả năng sẽ cản được cái sóng xuống này, cái sóng xuống này. Thì anh chị lưu ý nhá, trong nếu mà cái chung nếu mà cái khung daily của mình mà tốt ý, thì khả năng sẽ hướng lên vùng giá này. Còn thì khi nó vách qua được rồi, đúng không? Nó vách qua được rồi, sau đó nó test lại này. Từ thường khả năng nếu nó vượt qua được ý, nếu nó vượt qua được cái kênh sóng này thì khả năng nó sẽ chạm vào con này, con dao găm này gì này, chạm con dao găm này khả năng nó test lại này, khả năng cho một cái nhịp test lại này rất là cao này, khả năng nó sẽ đạt đến cái con dao găm này. Đằng nào nó cũng vách qua mà, đằng nào nó vách qua cái đường cản chéo này, cái trong tuần này nó tiến lên phát khả năng nó test lại rất là cao, test lại rất là cao. Đoạn này thì trong nói chung là nhịp này thì thị trường rất 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 nhiều chị nhé, đó rất nhiều đúng không ạ, rất nhiều lý do trong nhịp này. Thị trường thì luôn đúng thôi anh chị, thị trường luôn đúng nhé chị nhé. Đó thì cái về mặt trung hạn này, thế còn về mặt ngắn hạn thì sao ạ? Đó đúng không anh chị, đó thì khả năng nó phải vách qua đoạn này này, vách qua đoạn này thì lúc đó chuyển sang một cái xu hướng tăng về mặt ngắn hạn được. Ok, xin chào tất cả quý vị đang xem livestream nhé. Chị đang xem live thì chưa like thì mẹ em quyền đâu đó bằng một like chị nhé. Cảm ơn quý chị rất là nhiều. Thì về mặt trung hạn đây thì trung hạn thì trong cái dịp này thì phiên bắt các phiên tới bắt đầu là có sự chạm những cái đường 1000 cái đường giao găm này này là 1080 chị này. Khả năng nó sẽ đạt lên vùng giá này sau đó mới chỉnh rất là cao này. Với sự hưng phấn như này, cái dòng tiền vào vẫn quyết liệt như này. Sự sôi động của thị trường vẫn còn như này đúng không ạ? Sợ đúng ngày chị nhá, thì khả năng sẽ nó kéo lên phát lên 1080 lúc đó sau đó mới lại điều chỉnh này đúng không ạ? Nhưng mà cái thì hiện tại đối với chỉ số VN-Index về mặt ngắn hạn thì nó vẫn còn nguy kịch cái gì ạ, nó vẫn còn nguy kịch, nó chưa thật sự là tốt đâu. Ôi sao cái này đơ này, đơn này. Đây thì cái về anh chị này, thì về cái kỹ thuật đối với cái khung H1 là khung ngắn hạn anh chị nhé. Đúng ạ, cái đối với khung H1 đây thì nó vẫn đang cái sự phân kỳ của nó này, sự phân kỳ của nó vẫn còn tồn tại chị nhá, giá thì vẫn tiếp tục đi lên, sự phân kỳ vẫn tiếp tục còn lại này đúng không ạ, và nó đang bắt đầu cứ loanh quanh ở chặn những cái đường kênh sóng trên rồi này, này chị đấy chị gióng đây này, nó vẫn đang loanh quanh ở vùng giá này, có thể nó sẽ lên vùng giá này và có thể loanh quanh vùng giá này thì em đặt cái trung bình của cái đỉnh này thôi, trung bình cái đỉnh này với đỉnh này thôi đúng không ạ, có thể nó sẽ lên được vùng giá này, có thể sẽ lên được cái vùng giá cái kênh sóng trên này. Đó, anh chị thấy kỹ thuật nó rất đúng không ạ? Thì nếu ví dụ như mình đặt ở cái đoạn này, cái đúng cái đoạn đỉnh này của đỉnh này gióng lên này. Đỉnh này thì gióng lên gì này, nó rất là trùng nhau nhá. Có chị đây anh chị nhìn thấy trùng nhau, đó hai cái của mình trùng nhau ạ. Rất là trùng nhau chị nhá. Cái khả năng nó sẽ đạt được cái mức độ đấy. Thì khả năng nó sẽ đạt lên được cái vùng vớ vẩn mai tiếp tục kéo lên này, sự hưng phấn của thị trường trong nhịp này vẫn tiếp tục kéo này, cái động lực tăng của nó vẫn còn anh chị nhé, động lực tăng của nó vẫn còn và đâu đó vẫn có dấu hiệu phân kỳ RSI, chưa phá phân kỳ RSI chị ạ, chưa phá phân kỳ RSI đối với cái về mặt ngắn hạn nhé, nó chưa phá nhé, khi nào nó phá rồi thì khả năng nó mới có thật sự là một chút được an toàn thôi, còn chưa phá phân kỳ đâu, chưa phá phân kỳ đâu anh chị ạ. Thường thường nó lên được cái sự vừa tăng được những cái sự mà trên cái vùng M70 này chị này, đây này thì tiếp tục nó sẽ có những chỉnh này. Thì khả năng nó vớ vẩn nó lại ấy thôi, bao giờ nó phải phá được phân kỳ chị nhé, phá được phân kỳ đã, phân kỳ vẫn còn anh chị nhé, phân kỳ vẫn còn tồn tại trong nhịp này, thế nên là anh chị vẫn phải cảnh giác thôi, cảnh giác thôi. Thì rất nhiều anh chị bảo hỏi là mất hàng đúng không ạ, thì quan điểm của em Quyền thì cứ mất hàng còn hơn là mất tiền, mất hàng thì anh chị không sợ,
không lỡ chuyến tàu này thì chúng ta còn chuyến tàu khác, đúng không ạ? Không nên FOMO ở những cái sự hưng phấn như này, rất dễ bô cực cái chị ạ, rất dễ bô cực cái gì nhá. Và cơ bản ở đây này, cái dòng tiền người ta vẫn tiếp tục đi ra chứ không phải là dòng tiền đi vào thị trường đâu chị, dòng tiền ngắn hạn đây mặc dù là giá cũng bình tăng này, phân kỳ đợt hai này, đúng không ạ? Chỉ báo mua bán vẫn đi bán ra này, vẫn âm thầm bán ra này, dòng tiền vẫn đi ra này, dòng tiền chị nhá, dòng tiền vẫn đi ra thì là hôm nay dòng tiền chị thấy đi ngang không ạ? Mặc dù là hôm nay thấy cái chị thấy cái lực vào cái kéo cái giá cao không ạ, thì vẫn dòng tiền vẫn đi ngang chị này, vẫn đi ngang này, cái tỷ lệ nó chỉnh nó tương đối là cao chị nhá, tỷ lệ chỉnh tương đối là cao. Nói chung là cái này thì đây ví dụ đây nó là cái điển hình quá khứ đi qua rồi thì nói chung là nói gì thì nói với chị, đây thì điển hình đây chị này, dòng tiền đi ra mất này, nó sẽ cho cái nhịp chỉnh rất là cao, thì khả năng nó chỉnh thì khả năng nếu về suy xét về góc độ này thì khả năng nó chỉnh về nó loanh quanh vùng dưới này, vùng khoảng 980 980 gì đó, nếu có chỉnh về 080 chặn về chỉnh về cái đường mua đi bên dưới này, bên dưới này chị này, thì khả năng thì nó cũng trùng với cái ấy thôi, trùng với những cái có thể là cái vùng giá này 980 này hoặc cái gì đó đúng không ạ, sẽ chỉnh về đây chẳng hạn, chỉnh mạnh hay chỉnh sâu thôi, thì loanh quanh ở cái vùng 991 này, 991 là có hỗ trợ đúng không ạ, 991 có vùng hỗ trợ hoặc là cái sóng chính này nữa, cái sóng chính này nữa thì khả năng nào đó sẽ chỉnh về đây chẳng hạn đấy, và có thể chỉnh như này chị này. Hình như đây nó tạo ra cái sóng này, sóng mở rộng chị ạ, khả năng cũng vẫn tạo ra sóng này, sóng mở rộng, sóng mới quay chị ạ. Bằng nhau ấy chị ạ, bằng nhau rồi nhé, nhau đấy chị ạ. Đó chị này, chị thấy bằng nhau không? Vớ vẩn là đâu đó đấy chị này, đâu đó này thôi chị nhé, đâu đó sẽ có nhịp chỉnh thôi chị này. Nguy hiểm đấy chị. Thôi mình cứ là chị mà bán hàng rồi thì mất hàng cứ cứ ấy thôi. Mất hàng còn hơn mất tiền anh chị ạ. Không có cơ hội này thì chúng ta có cơ hội khác. Thị trường còn đó mà, còn nó có đi đâu đâu. Nó không có đi đâu anh chị nhá. Đó, không biết anh chị có thiên về cái kịch bản này của em Quyền không ạ? Anh chị mà thiên về đúng cái kịch bản này thì cho em xin số 1 cái anh chị. Em thiên về nó chỉ loanh quanh cũng đâu đó thôi, đâu đó là sẽ có nhịp chỉnh thôi, đúng không ạ? Thì thật ra chất anh chị mà cứ lướt lát ở trên 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 các diễn đàn ấy, hầu như là ai cũng đang đang nói là có dấu hiệu chỉnh đúng không chị? Đó, cảm ơn quý chị nhé, rất đúng ạ. Thì cái tỷ lệ này nó cũng tương đối là cao thôi, tương đối là cao thôi, và hiện tại thì đang cái sự suy nó cũng rất là nhiều những cái tín hiệu là suy yếu cái dòng tiền này, suy yếu cái lực bán, người ta đang bán ra một cách âm thầm này, tín hiệu phân kỳ đợt hai vẫn còn tồn tại này, đúng không ạ, vẫn tồn tại chị ạ, vẫn còn tồn tại, vẫn còn nguy kịch lắm chị, nói chung là chưa đâu, bao giờ đợi nó phá phân kỳ, nhưng mà cái tỷ lệ phá phân kỳ này khả năng hơi khó, khả năng hơi khó. Nó bay phá phân kỳ thì còn được phải không may, nhưng mà nó không phá phân kỳ chị ạ. Cảm kỳ chị nhá, rất nhiều vẫn còn những cái tín hiệu mà đây này, thế thì anh chị mai mà đánh bắt đầu nó cái sự này nó đi ra xu hướng của nó vẫn còn này, xu hướng bắt đầu, nhưng mà nó không còn vào được cái sự thổi bong bóng nữa chị này, các bạn này bắt đầu nó một cái xu chế, bắt đầu một cái xu hướng của đây này, đoạn này chị này, các bạn này chị đúng không, bắt đầu nó mới là một cái xu hướng nhé, bắt đầu vào một cái xu hướng này, các lên đường 20 nhỉ, đó cái đường này anh chị này, bắt đầu nó loạn sự giao cắt này, thì bắt đầu là cái đường 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 ADX này, nó cắt lên, nó vào, nó thổi cái sự anh chị nhá, nó như kiểu một cái quả bóng ấy đúng không ạ, một cái quả bóng mà nó luồn cái kim vào nó thổi thì nó tạo ra cái sự phồng lên của nhịp này. Bắt đầu là cái phiên ngày mai ấy, cái phiên ngày mai mà nếu mà tiếp tục không còn tăng hoặc có thể tăng dưới, thì cứ như mà cái đường D cộng của mình ấy, mà nó vẫn hướng xuống ấy, cái đoạn này thì bắt đầu là cái ADX nó đâm qua cái này,
nó đâm qua cái này thì đồng nghĩa việc rằng nó không còn cái động lực mạnh nữa chị ạ. Nó không còn được cái gọi là cái bơm được cái khí vào trong nhịp này nữa, thì cái sự quả bóng này thì nó không còn phồng lên được nữa chị ạ. Nó không phồng được đến nữa được nữa thì rằng thì thường thường thì nó sẽ khép lại một cái quả bóng, nó khép lại thành một cái quả bóng đúng không ạ? Có thể nó sẽ khép lại thành một cái quả bóng như này. Nó không còn được thổi được lên nữa thì cái lúc đó nó sẽ thu cái quả bóng này lại chị này. Bóng này nó sẽ vòng lại này. Ngày mai chị này, đường ADX nó bắt đầu được nó dấu hiệu chui ra rồi chị này. Chui ra khỏi đây là 38 này, 38.5 này. Đường màu xanh của mình 38.6 rồi. 38.6 rồi. Mai bắt đầu là khả năng là cái sự mà suy yếu là có chị nhé. Rất nhiều tín hiệu chị ạ, rất nhiều tín hiệu đang cảnh báo chúng ta trong nhịp này, rất nhiều tín hiệu đang cảnh báo. MACD chị này, MACD chuẩn bị đường cái histogram này, histogram cắt rồi, chờ đoạn này giao cắt nữa thôi, à, giao cắt nữa rồi chị này, xác nhận nữa thôi là xong luôn, xác nhận nữa là xong. Đang nói cái H1 đấy chị nhé, đang nói cái ngắn hạn nhé. Ok chị, đó, thị trường nó cũng nguy kịch lắm, nguy kịch, tránh FOMO đoạn này chị ạ. Tiền còn thì vẫn còn thôi, nhưng mà với FOMO đoạn này thì hơi hơi ghê, hơi ghê răng, đúng không ạ? Mặc dù là rất nóng ruột, nói thật sự là cá nhân anh chị cũng đang nóng ruột đúng không ạ? Về nói thật sự là bọn em cũng nóng ruột nhé, không nói gì đâu. Nhưng mình vẫn phải tuân thủ kỷ luật anh chị ạ, vẫn phải tuân thủ kỷ luật, mặc dù là nhìn thấy nó tăng rất là mạnh, nóng như vậy mà đứng ngoài không yên, đứng đứng ngoài ngồi đứng không yên đúng không ạ? Nhưng anh chị hãy tuân thủ kỷ luật anh chị nhá, tuân thủ kỷ luật. À, ví dụ như là ví dụ đây nó có thể là sẽ mình có thể là chỉnh về cái hỗ trợ này đi, có thể là chỉnh về hỗ trợ này bật tăng thì không xa, thì khả năng thì mình vẫn còn được tiếp tục ấy được. Nhưng mà ví dụ em giả sử là đây đến đây nó đâm sầm xuống tận dưới này thì sao ạ? Cái câu chuyện nó đâm xuống tận này, phá cái hỗ trợ này thì sao ạ? Chúng ta không thể lường trước được những sự việc đúng không chị, không thể lường trước được những sự việc. Thế nên là cá nhân em thì cứ tuân thủ kỷ luật thôi, tuân thủ kỷ luật chị nhá. Có vẫn có những dấu hiệu là cảnh báo điều chỉnh trong ngắn hạn, vẫn đang cảnh báo chị nhá, chưa hết cái tín hiệu cảnh báo đâu, vẫn đang cảnh báo đảo chiều trong ngắn hạn rất là cao. Thế thì anh chị có thể là mình cứ suy xét lại những cái cây sóng này trong phiên mai xem theo đúng không ạ, phiên mai xem thế nào. Qua thì em gióng kiểu này, hôm qua gióng như vậy nhìn rất là ghê răng. Nhưng mà nó thật ra thì nếu mà thị trường nó đi đúng cái kỹ thuật như này thì anh chị ạ, kỹ thuật như này thì anh chị phải tận dụng những cái nhịp này thôi, chỉnh đúng cái nhịp này chị mua này. Thì đoạn này mình phải thăm dò, đoạn này mình thăm dò xem cái lực cung cầu như này chị, thăm cái lực cung cầu hoặc là tìm cái cặp nến đảo chiều anh chị này, này cặp nến đây cũng có thể là cặp nến đảo chiều đây này đúng ạ. Đây mình có thể là suy xét cái cặp nến đảo chiều anh chị này đúng không? Đó mình tìm cái cặp nến đảo chiều thôi. Đây này cũng bắt đầu cặp nến đảo chiều anh chị này, này cặp nến đảo chiều tại cái vùng kháng cự Kizu giao găm, cặp nến đảo chiều mạnh không anh chị. Mai đây thôi, nói chung là bắt đầu xuất hiện những cặp nến đảo chiều nữa thì mai bắt đầu là mai là tăng xong đúng không ạ? Có một cái nến tăng gọi là có một cái nến đỏ buổi sáng, cái nến buổi sáng cái nến xanh đi, chiều xong cái nến đỏ cái đúng không ạ, thì khả năng là cái nó xuất hiện cái cặp nến đảo chiều tại cái vùng kháng cự này, cái cây sóng này thì mình phải lưu ý nhé, phải lưu ý nó giống cái kịch bản này nó tạo ra có cái sự đảo chiều, có sự đảo chiều. Nói chung là đi đúng kỹ thuật đấy, thị trường đang đang đi đúng rất rất đúng kỹ thuật đấy chị ạ, rất đúng kỹ thuật luôn. Đâu vừa ra từ những đoạn này ra dần rồi, và là và cán mập của tạm đang ra dần mà chị, đây này người tạm đang ra dần đấy chị này đúng không? Người ta đang bắt đầu người ta ra từ đoạn này rồi. Anh chị thấy dấu hiệu ra chưa? Đây người ta đã ra dần rồi chị này, đã ra dần rồi này, ra dần rồi. Nói chung là không có dòng tiền ngoại, không có dòng tiền ngoại cân là khả năng là cũng 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 chỉnh rồi đấy nhé, cũng chỉnh rồi chị. Buổi sáng nay dập dình chỉnh rồi, buổi chiều về mà đúng ra buổi chiều về thì nó lại cái câu chuyện như này. Khả năng là buổi sáng người ta nhả hàng và buổi chiều người ta
kéo lên để làm gì? Thứ nhất là kéo lên thì cái sự hưng phấn của thị trường nó vẫn còn, và khi anh chị mà đang nắm giữ cái cổ phiếu đó đúng không ạ, buổi sáng thì giá nó đang giảm ở những loanh quanh những vùng tham chiếu, rất là lo ngại về cái sự mà thị trường điều chỉnh thì khả năng là sẽ mình sẽ bị mất một cái lợi nhuận gì đó đúng không ạ. Nhưng mà cuối cùng nó lại kéo lên về cái buổi chiều thì nó tạo ra cái sự tâm lý của anh chị nhà đầu tư, tăng rồi thì việc gì phải bán ra đúng không ạ, tăng rồi thì phải bán ra, thế nên là nhiều khi là mình không có bán hàng ra nữa, thế nên là cái sự cái nguồn cung nó tiết ra là yếu như vậy, tiết ra là yếu như vậy thì bắt đầu mới tiếp tục mới kéo lên được. Nhưng mà người ta đang nhả hàng ra dần đấy chị, người ta đang bán ra dần đấy, mình lưu ý nhá, lưu ý đấy. Thì anh chị có cứ ấy thôi, mình cứ tuân thủ kỷ luật trong phiên tới này, phiên mai có thể là phiên mai gì đó, phiên mai hoặc phân mốt đó, tùy theo cái này này chị, tùy theo cái đường giá của mình nó đi như nào đúng không ạ. Nói chung là cái chạm, nếu mà cứ đúng kỹ thuật nó chạm với đường cản này thì xuất hiện những cái cặp nến đảo chiều, cặp nến đảo chiều thì mình ấy thôi, thì mình có thể xuất hiện cặp nến đảo chiều anh chị đánh này, cái này nó đi rất đúng kỹ thuật nhé, xuất hiện đúng, rất đúng kỹ thuật này, xuất hiện cặp nến đảo chiều luôn nhỉ. Đó rồi, thì nếu có chỉnh như chị nhá, nếu có chỉnh đúng không ạ, nó không chỉnh thì nó đi sideways càng tốt, sideways là tốt, quan trọng nó phải hạ cái độ nóng của thị trường xuống, hạ cái độ cao của thị trường xuống, hạ cái sự hưng phấn của nhà đầu tư xuống đoạn này. Còn hưng phấn thì anh em hay nói là hưng phấn quá thì hóa hưng phân đấy chị nhá, thế là rất là nguy anh chị ạ. Nó phải hạ cái độ cao, cái độ dốc của thị trường xuống, tạo ra một cái góc 45 độ đi thì nó bền vững hơn, bền vững hơn. Và nhịp này nó đang làm cái nhịp vẫn là nhịp tăng nhưng mà tăng yếu thôi, mà tăng yếu thôi. Cần phải hạ độ gốc xuống anh chị ạ, hạ độ dốc xuống anh chị nhé. Ok anh chị, ok, xin chào anh Minh Hiếu này, Đăng Đăng Văn Nguyễn này, Tuấn Đào Minh, Xuân Châu Đỗ, Dương Linh, Thủy BM, Thanh Nghiêm, Đinh Phan, Minh Thú Sơn, Chuyển Mai, Lâm Kết Tường, Kiết Tường, Dương Linh, Minh Sơn, Nguyễn Lê, Mai Nguyễn Thị, Nguyễn Thị Mai, xin chào bạn Đất Việt, Hải Dương, Hiền Minh. Ok chị, thì em có gửi cái đường link tham gia vào Zoom ở phía dưới chị nhé. Thì ngoài cái luồng livestream này ra thì bọn em xây dựng thêm một cái Zoom cộng đồng để hỗ trợ anh chị nhà đầu tư trong quá trình hỏi đáp cổ phiếu, Zoom hoàn toàn free thôi thì anh chị ạ, hoàn toàn free thôi chị nhá, chứ không có thu phí gì đâu. Thì gọi là ngoài cái luồng livestream này ra thì anh chị yêu quý em quyền ấy, thì anh chị muốn hỏi đáp cổ phiếu thì em sẽ trả lời trong Zoom anh chị nhé, trong Zoom. Cảm ơn quý chị rất là nhiều. Ok anh chị, thì với chỉ số VN-Index ngày hôm nay thì như anh chị nhìn thấy đúng không ạ, dòng tiền vào ngân hàng vẫn là tiếp tục tốt này, buổi sáng ngân hàng đã có dập dịch rồi này, buổi sáng ngân hàng đã có dập dịch điều chỉnh rồi này, bất động sản may được cái đợt này thì có được cái dòng bất động sản nữa, cũng đang có sự hưng phấn nữa, tác động rất là tích cực đối với đến thị trường nữa, phát đạt của Novaland được giải cứu nữa, thế nên nó làm cho cái quá trình giảm tải của chỉ số VN-Index được được giảm xuống đúng không ạ, nó không không bị áp lực hai cái giảm điểm của phát đạt và Novaland nữa, thế nên nó làm cho chỉ số nó cũng có sức mạnh hơn một chút. Và dịch vụ tài chính chứng khoán đã có sự suy yếu rồi, kim loại cũng vậy thôi, bán lẻ cũng vậy chị này, bắt đầu là sự là tăng yếu dần rồi, có dấu hiệu tăng yếu dần rồi đó, sẽ có những cái nguy cơ chỉnh thôi chị ạ. Anh chị cứ kiên nhẫn chờ đợi nhé, cũng không nên vội vàng đâu, thị trường nó còn đó mà, quan trọng là mình có tiền đúng không ạ. Bây giờ vào cái nhiều khi là mình lại trở thành cắt lỗ FOMO mua đuổi như này, cắt lỗ, bản thân bọn em rất là nóng ruột chờ chỉnh nhưng nó đang tăng như vậy bọn em cũng không vào, nó không vào chị ạ. Mình tuân thủ kỷ luật đi, mình không cần phải vào vội đâu chị. Ok anh chị, hiện nay vẫn là tập trung kéo trụ thôi, Vimhome, HBG, Vietcombank, Vbank, Masan, Novaland, Victor, Sabico, Techcombank, MWG. Hôm nay thì khối ngoại người ta vẫn
tập trung mua với các cái cổ phiếu trụ thôi anh chị ạ, tập trung cổ phiếu trụ thôi. Thế nên nó làm cho cái tác động thị trường của mình nó tăng rất là tốt, tăng rất là tốt đúng không anh chị? Thì đối với chỉ số VN-Index ngày hôm nay đóng cửa ở mức 1.048,42 điểm, tăng 16,26 điểm, tương đương với 1,58%. Giá trị thanh khoản đã suy giảm so với phiên ngày hôm qua, đúng không ạ? Phiên giảm vào ngày qua và đâu đó thì sẽ đã có những cái sự đột biến ở trong những cái phiên trước. Thì cái sự thanh khoản khi thị trường hồi phục lên thì mà cái thanh khoản nó thấp thì nó mới tương đối là tốt. Và khi mà thị trường mà lên thanh khoản chỉ số bên chỉ số lên mà thanh khoản cao thì anh chị lên cảnh giác chị nhé. À, đúng ạ. Ví dụ như là nó đang có một cái sự rất là tốt như vậy thì cái nguyên tắc ra thì về cơ bản thì có ai bán hàng ra không chị? Nếu ví dụ như là em ví dụ như một cầm một mã cổ phiếu gì đó, đúng ạ, với một cái doanh nghiệp tốt thì khi người ta tốt như vậy thì không có lý do gì người ta phải bán ra, người ta tiếp tục nắm giữ. Thế nên đây có đang những cái sự danh có những cái sự đột biến về 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 thanh khoản chị nhá. Thế nên là anh chị cũng phải cảnh giác đấy. Cảnh giác. Thì hôm nay là 350 mã tăng và cái tỷ lệ mã tăng trần đã suy yếu dần và 55 mã là dừng ở tham chiếu, 105 mã là mã giảm và trong đó có 18 mã là giảm sàn. Thì đối với sàn VN10 đóng cửa 1.049,21 điểm, tương đương với 20 tăng 20,17 điểm, tương đương với 1,96% giá trị thanh khoản ngày hôm nay so với hôm qua. Hôm qua là bao nhiêu nhỉ? Hôm qua là 7.900 tỷ à? Qua là 7.900 tỷ, hôm nay là 8.400 tỷ. Thanh khoản của VN10 hôm nay rất là cao nhé. Cái giá trị này chị này. Hôm qua đúng không ạ? Hôm qua em nhớ là có 7.900 tỷ thôi, hôm nay là 8.400 tỷ. Giá trị hôm nay đột biến này. Và 25 mã tăng, có 41 mã tăng trần thì phát đạt low valence thì khả năng nó vẫn còn tiếp tục được kéo thôi. Và bắt đầu là cái low valence này, bắt đầu là có cái dấu hiệu là cái nguồn cầu bắt đầu suy yếu về cái lực 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 giá trần anh chị này, và hôm nay cũng là đột biến về cái sự này, anh chị lưu ý dần nhé. Mai bắt đầu yếc mà anh chị mà đã mua được cái nhịp giá sàn vừa qua ấy, thì lưu ý thì khả năng là sẽ có cái nhịp chỉnh lại đối với Novaland đấy, đúng không ạ? Novaland đấy, với cái sự thanh khoản vừa qua thì anh chị cảnh giác nhé. Nếu có dấu hiệu đó thì mình thôi cứ tạm thời đó, tạm thời canh chỉnh đi. Còn nếu anh chị bắt được cái giá sàn thì nếu mà xác định là cầm dài hạn thì cũng được, giá sàn của cái phiên bắt đấy, đúng không ạ? Thì đối với sàn Hà Nội thì trong ngày hôm nay là tăng 208,79 điểm, tăng 0,57 điểm, tương đương với 0,27%, và giá trị thanh khoản đã cũng so suy giảm ngày hôm qua. Hôm qua thì đối với sàn Hà Nội là giá trị là 1.700 tỷ đồng và hôm nay đâu đó chỉ có 1.098 tỷ đồng thôi anh chị ạ. Dòng tiền đấy chị thấy không ạ? Dòng tiền đã bắt đầu có sự suy yếu rồi. Dòng tiền bắt đầu suy yếu chị nhé. Nguồn cầu bắt đầu suy yếu rồi và khả năng cái nguồn cung tiết ra rất là cao. Và đâu đó thì trong cái nhịp này thì em theo dõi thị trường là đang có cái dấu hiệu là sẽ có cái nhịp mà bán ra rất là cao anh chị ạ. Và hôm nay có 125 mã tăng, 31 mã tăng trần, 50 mã dừng tham chiếu, 60 mã giảm và 4 mã dừng ở 4 mã là giảm sàn anh chị nhá. Ok chị, thì cơ bản thì thị trường nó cũng có vậy thôi. Về cái bảng điện kia thì các chị cũng không cần ấy, thì anh chị cũng thể biết được đúng không ạ? Về cơ bản đây thị trường bắt đầu đạt sắp chuẩn bị là đang ở vùng 66,6 rồi, sắp đến đạt được cái sự hưng phấn là vùng 75. 75 và nếu khả năng đó chị nhé. Nếu khả năng sẽ đạt đến vùng 75 và chỉ số VN-Index nó sẽ còn đâu đó có thể là một vài phiên nữa, có thể là phiên mai hoặc phiên mốt gì đó sẽ tăng lên được cái vùng cản này nữa. Hiện tại thì nó đang rung lắc rồi. Khả năng sẽ tăng lên vùng giá này, sau đó sẽ có nhịp chỉnh lại rất là cao. Chỉnh lại rất là cao, nguy cơ chỉnh rất là cao. Sự hưng phấn của nhà tư đoạn này rất là hung mãnh. Đúng không ạ? Sự hưng phấn của thị trường này rất là hung anh chị nhé. Thì nó nếu là cái đường 75 này này và nó con dao găm cái giá trị mà chạm đến con dao cái vùng cản dao găm là 1.080 này thì anh chị cũng phải thận trọng nhé. Thận trọng đấy. Nó sẽ khả năng thứ nhất là nó áp lực tiếp cung bán ra vùng giá này. Đây là vùng giá mà nhà đầu tư nắm giữ ở cái từ thời điểm này, từ vùng đỉnh này, thậm chí là ở đây nữa chị này, có thể thì đây có thể là đỉnh từ đây đến đây này, tổng đáy thì cái vùng trung bình giá của nhà tư đoạn này thì áp lực tích cung bán ra ở đoạn này thì tương đối là mạnh. Trong khi đó thì cái nguồn cầu bắt đầu có sự suy yếu rồi, cái dòng tiền suy yếu rồi mà bắt đầu tiệm cận đến vùng giá này rồi thì lúc đó sẽ làm cho cái cú đạp rất là mạnh lúc đó. Đoạn này nhà đầu tư bắt đầu xả hàng ra này, người ta không phải xả hàng ra đâu, người ta hòa vốn thì người ta bán ra đấy. Đoạn này trung bình giá của nhà đầu tư này, đoạn này đây này,
Đúng ạ, thì trong một quá trình sẽ cầm rất là lâu rồi, từ cái đoạn này có thể tính từ cái tháng 8 này đi cho đến cái tháng 12 đến nơi rồi, 12 đến nơi rồi, 4 tháng rồi hòa vốn này, thì áp lực cái cung bán ra khả năng là mạnh này. Và cái dòng tiền bắt đầu suy yếu rồi, dòng tiền bắt đầu suy yếu rồi thì cái tỷ lệ chỉnh nó cũng tương đối là cao anh chị ạ, tỷ lệ chỉnh tương đối là cao, cũng rất nguy kịch. Okay, em xin chào tạm biệt quý vị đang xem livestream nhé, chị đang xem live chưa like thì em quên một like chị nhé, cảm ơn quý chị rất là nhiều. Ok anh chị, thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì anh chị đang có giao dịch bên công ty chứng khoán VMS ấy mà chưa có hỗ trợ tốt cũng như là chưa kiếm được lợi nhuận cho mình trên thị trường chứng khoán, thì chị có thể là chuyển về ID của em Quyền là Y665 thì em Quyền sẽ hỗ trợ và tư vấn một cho anh chị, quyền lợi của anh chị sẽ được vào zone tín hiệu VIP với chị nhá. Hoặc ngoài ra thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với anh em trong câu lạc bộ cũng sẽ hỗ trợ tương đương như em Quyền thôi, hỗ trợ như em Quyền thôi chị nhá. Ok thì đỡ chị đỡ phải lâu, thì về cơ bản thì cũng anh chị cũng nên hạn chế kiên nhẫn một chút, à, anh chị lên kiên nhẫn một chút, nên hạn chế mua đuổi trong nhịp này, và theo quan điểm cá nhân của em thì không nên mua đuổi và kiên nhẫn chờ đợi anh chị nhá, kiên nhẫn chờ đợi một cái nhịp chỉnh thực sự, không gì phải vội vàng cả, thị trường còn đó, thị trường còn đó thôi, thị trường còn đó chị ạ, không đi đâu cả đâu, không đi đâu cả đâu, còn tiền là còn cơ hội thôi. Thế chị mà mua phát đây này, chỉnh về đây phát nhiều khi mình thấy giảm tài khoản là bắt đầu lại lại tầm 20-30% lại lại nhảy tàu, thì đúng là nhảy tàu cái thì lại người ta lại đúng cái vùng giá người ta mua, đúng không chị, đúng vùng giá người ta mua, nên là mình không không chơi cái nước bài như vậy, cứ chắc ăn mua vùng canh điều chỉnh, mua vùng giá rẻ chạm kháng cự chị bán đúng kỹ thuật. Đặng Văn Nguyễn xem giúp anh con VBH này, VBH thì đó đang đang có lực bắt đầu bán ra anh, cái sự rung lắc bắt đầu bán ra từ những phiên qua rồi chỉ là cái sự thanh khoản, cái dòng tiền bắt đầu yếu dần đấy này, tiền bắt đầu yếu rồi anh ạ, tiền bắt đầu yếu rồi, nói chung là phiên anh cũng phải cảnh giác trong những phiên tới đấy, phiên mốt phiên mai đó chạm những vùng cản này, những vùng cản này, hoặc có thể là phiên mai đi, để phiên mai nó mở một gap tăng lên chẳng hạn, xong nó có một cái nến đảo chiều thì xuất hiện một cặp nến đảo chiều như vậy, khả năng nó mở gap tăng nó chạm đám mây ví dụ ấy, tăng chạm đám mây xong đó tạo ra một cái cặp nến đảo chiều, thì anh có thể là cái nhịp này thì với cổ phiếu này thì nếu mà mình bắt được vùng giá này này, bắt được vùng giá này thì anh có thể hạ bớt tỷ trọng thôi, canh mua lại cover của cái hạ tỷ trọng này, cover lại đoạn này, cover lại đoạn này nhé, cover lại đoạn này thì nó có dấu hiệu, đang có dấu hiệu là cái dòng tiền bắt đầu yếu rồi, cái nguồn cầu yếu rồi, cái nguồn cung tiết ra cũng tương đối là mạnh trong cái nhịp vừa qua rồi, alpha phiên vừa qua này, dòng tiền yếu rồi thì anh lưu ý nhé, và đạt được cái sự hưng phấn của trong nhịp này rồi đối với nhà đầu tư ngắn hạn rồi, cho nên là cái tỷ lệ mà điều chỉnh nó cũng tương đối là cao, tương đối là cao, thì cá nhân em thì mua thì không có nghĩa anh mua đó, không có nghĩa anh mua anh ạ, anh mua thì nên chờ đợi một cái nhịp chỉnh ở đây nó thật sự an toàn, đoạn này thì với cái tâm nghề nghiệp thì không có nghĩa chị mua được đúng không ạ, ở những chị nó điều chỉnh về đây thì có thể là sẽ cái vùng hỗ trợ thì bọn em còn khuyến nghị anh chị mua đúng không ạ, sau đó thì nếu ví dụ nó trường hợp nó xấu thì giảm mất hỗ trợ thì mình phải chấp nhận thôi anh chị nhá, vì các bạn mua hỗ trợ và bán kháng cự thì nó giảm mất hỗ trợ thì mình cắt lỗ thôi, nhưng ở đây cái vùng giá này nó đang chạm cái vùng kháng cự như vậy rồi và đang có sự hưng phấn, sự tăng rất là tốt rồi, đã có sự là nhà đầu tư bắt ở vùng giá này đã có lời rồi, nên cái tỷ lệ mà người ta bán ra nó cất cứu nào không được biết, thế nên là đối với cá nhân em thì không khuyến không nghị mua anh ạ, không khuyến nghị mua anh nhé, nên chờ một cái nhịp chỉnh về lại, có thể sẽ về lại cái vùng giá 4.5 hoặc là về cái vùng giá 4.3 thì đó mình mua lại sau đối với VBF à VBF. Cuối tuần mã nào mạnh anh ơi, thật ra thì chẳng có mã nào mạnh đâu, nói đúng ra là không có mã nào mạnh bọn này đâu, cuối tuần nói chung là cái nhịp này mà nó tiếp tục kéo như này thì khả năng phải sang tuần sau mới có điểm mua được, thứ ba thứ tư rồi nó tưởng nó đạt luôn đấy, đạt luôn thì có thể là mình canh canh thứ sáu mình mua, canh thứ sáu về lấy nó về hỗ trợ mua, nhưng mà với cái tình cảnh này thì khả năng là phải sang tuần tới mới mua được, sang tuần tới xem cái mức độ là thị trường nó điều chỉnh về đâu thì mình mới mua, và khi nó có tín hiệu thì mình mới mua cơ đúng không ạ, chứ không phải là nó có tín hiệu thì mua, cứ đúng kỹ thuật mình mua thôi anh chị, và mua hỗ trợ này thôi, mua hỗ trợ này xong bật lên thì mua thôi, ví dụ đây là tăng lên này điều chỉnh này về hỗ trợ này anh chị mua này, mua hỗ trợ này thôi. Đó, VBH này nhá, thì có thể giữ 2-3 tuần thì phải chờ chương chỉnh này, đã rất nhiều mã khỏe nhưng mà nó đang tăng nóng rồi, đừng chơi thôi. Xuân Châu Đỗ cho anh chiều giữ cổ phiếu IDM, cái này cũng đang có dấu hiệu rồi anh, chạm cản này,
AI đang có dấu hiệu chạm cạn rồi, thì con này thì khả năng lại rơi quá trình mà tích lũy rồi, nó đang cố gắng đang hấp thụ cái nguồn, xem cái hấp sự nguồn cung tiết ra của AI ở đoạn này có mạnh không, nó đang ở cái vùng giá lực tiết cung bán ra nhé. Đấy, vùng đâu đó 18.9 này, hôm nay đạt đến vùng 12 đúng không ạ? 12 thì chỗ đoạn này thì áp lực tiết cung nó bán ra cũng tương đối này. Dòng tiền hôm nay cũng bắt đầu suy yếu này, dòng tiền bắt đầu suy yếu này. Thì xem ngày mai người ta tiếp tục bán ra hay không, thì nếu bán ra thì con này thì khả năng sẽ chỉnh về lên quanh vùng giá 17 thôi. 17 hoặc là 16.1 thì nó khả năng, em nghĩ với kiểu này thì khả năng sẽ chỉnh về 17.5 thôi. 17.5 đối với AI. Các anh chỉnh về 17.5. 17.5 chỉnh về đây, nếu có chỉnh thì chỉnh về vùng 17 chấm mấy thôi anh ạ. Thì ấy, còn về cá nhân em thì giữ thì anh vẫn giữ được. Nhưng mà khả năng thì cứ canh hạn thì chậm được, hạn thì chậm nếu nó chỉnh ở đây. Với kiểu cái kiểu của phía VA này thì khả năng giữ giữ được. Giữ dài được anh ạ. Đó, nó đang ở vùng cản đấy nhé, nó vùng cản rồi có sự rung lắc thôi, rung lắc thôi. Nhưng mà con này thì được cái nó có một cái đặc điểm này này, cái đặc điểm là sang tháng này, nay hết tháng rồi đúng không ạ, mai bắt đầu sang tháng mới này, có khách sạn tháng này, nó tỷ lệ nó hút giá mạnh nhé, tỷ lệ nó hút giá về đối với SI này, khả năng nó về cái vùng giá 28 này. Nó đó nói về dài hạn nhé, cái khung dài hạn thì có vùng kháng cự nào thì em nói thôi đúng không ạ, và muốn về xem xét cái vùng kháng cự của ngắn và trung hạn nữa thì mình phải xem cái đồ thị ngắn hạn. Nhưng đây là em đang nói về dài hạn. Dài hạn thì khả năng nó sẽ có về cái vùng giá 28 này, 28 này. Nếu mà trung hạn tương đối tốt rồi, trung hạn thì nói chung là cũng chạm vùng cản rồi. Đó, trung hạn chạm cản này, trung hạn chạm cái run này, chỉ chạm cả cái run rồi. Thì không biết nó điều chỉnh về cái anh chị này, bắt đầu hôm nay nhá, cái phiên phiên tuần hôm nay chạm đúng chạm cản này, bắt đầu rút đầu trở lại rồi này, rút đầu trở lại đối với ai này. Đúng ạ, dù đầu đối với AI này. Thế nên là nếu có chỉnh thì nếu AI nó vượt qua được thì là tốt, vượt đi qua được thì anh chị kiên nhẫn chờ đợi và chờ đợi một cái lên thứ hai xác nhận. Xác nhận thì mình mới chơi. Còn không thì không chơi chị nhá. Không chơi mua vừa mới vượt qua thì không mua đâu. Nếu hai có chỉnh thì khả năng nó chỉnh cái trung hạn thì sẽ chỉnh về những cái vùng dưới này. Nó quanh vùng 16.1, 16.1 thì mình cover mua lại nếu có chỉnh. Đúng ạ. Nếu có chỉnh thì cái vùng 16.1 thì nó cũng tương đương với cái vùng giá này thôi. Tương đương với cái vùng giá của Kizun này thôi. Xem nó chỉnh về đâu chị, nó quay vùng giá, khả năng con này về 16.3 đấy chị ạ, nó không đùa đâu, khả năng về vùng giá này đấy, khá chỉnh về đây đấy nó mới bật tăng được, không đùa được đâu đúng không ạ. Nói chung là thị trường nó đúng thôi, quan trọng là mình xem nó sự ở cái vùng hỗ trợ và kháng cự như này này, hỗ trợ và kháng cự xem cái nguồn cầu nguồn cung nó như thế nào để mình tiếp tục đánh giá chị nhé. Nếu SI thì về cơ bản thì SI nó đang có những dấu hiệu như vậy chị ạ, giữ dài nếu mà mình bắt vùng giá này thì giữ dài được, còn không thì anh đánh nước thì anh cứ phải hạ dần cũng được, hạ dần cho nó an toàn, vì thế tránh cái cú rơi ví dụ như đây chẳng hạn, nó mất vùng giá này nó lao xuống như này thì sao, lúc đó mình nó mất hết những cái lợi nhuận, mất lợi nhuận trước đó, mất hết cái công sức trước đó, thế nên cứ giữ lại một chút lợi nhuận đã, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là còn tiền, mất hàng không sao cả, mất hàng không sao cả, kiên nhẫn chờ một cái nhịp chỉnh lại đúng không ạ, có thể là tiếp tục nó tăng lên đây, tăng rồi nó sẽ phải chỉnh thôi chị, có thể là tăng lên đây đúng không ạ, có thể sẽ chỉnh ở đây thì chỉnh gì, có thể là mình mua cao hơn một chút được, mua cao thì mình lại bán cao hơn đúng không chị, nhưng chính vì vậy thì mình đang đang hạ bất thị trọng thôi, thì mình vẫn còn đang nắm giữ hàng mà hạ bất thị trọng rồi đúng không ạ, mình mua cao bán cao hơn đúng không chị, thế là cứ tuân thủ, ví dụ chẳng may nó giảm trong cái cú giảm mấy cái ngớt mấy cái sàn thì ra mấy cái sàn thì lúc là mình thành thành công cốc hết đúng không ạ, nên cứ hạ bất thị trọng cho an toàn anh ạ. BR mua được chưa anh? BR chưa, thật ra BR nó cũng chưa mua được đâu, nó chưa có kỹ thuật mua bạn ạ, nó không có kỹ thuật mua, mặc dù là phiên phiên hôm qua mua thì còn thật ra chưa đúng kỹ thuật mua đâu. Đây là với cái nến này thì là gọi là cái nến mà nó vượt qua được cái vùng Kijun thì mình đánh giá nó là cái nến tín hiệu, nhưng mà cái đỉnh của cái nhịp hồi phục này nó ở đây, cái đỉnh của nó đây này, của cái nến ngày 22 tháng 11 này, 22 tháng 1 mà hôm nay thì gặp ngay vùng đỉnh này đúng không ạ, gặp ngay vùng đỉnh này và có sự mà rung lắc ở trong nhịp này anh chị thấy đúng không ạ, sự rung lắc mở cửa xuống này,
người ta mở cửa mở tăng này, sau đó bị bán xuống này, sau đó mở lên này. Kể cả chỉ số VN ngày hôm nay cũng vậy nhé. Đây mở cửa đây chị này, mở cửa đây đúng không ạ? Một cái sau bị bán xuống này, sau lại kéo lên này. Đúng nhé, nó sự rung lắc này. BR cũng vậy thôi, mạng dự này. Thật ra thì BR thì không nên mua. Đối với em thì với cái kỹ thuật như này thì không nên mua. Chờ cái nhẫn chờ chỉnh lại thì mua thôi. Có thể chỉnh về đây loanh quanh vùng giá 13.5 gì đó thì mua sau. Còn này thật ra chị cũng không khuyến nghị chị mua đâu, đúng không chị nhá. Thật sự không khuyến nghị chị mua đâu. Có khuyến nghị anh chị bán thôi. À khuyến nghị chị bớt tỉ trọng thôi. Đúng hay sai cũng được. À, anh chị khuyến nghị anh chị bán thì được. À, đúng hay sai cũng được, anh chị mắng em cũng được. Nhưng mà đối với mà khuyến nghị chị mua thì kể cả tiếp tục nó tăng thì em cũng chị nhá thì cũng ấy thôi, thì anh chị có mắng em cũng được, nếu có tăng tiếp anh chị mắng em cũng được, nhưng các bạn thì lại không khuyến nghị chị mua, mặc dù tiếp tục là thị trường tăng anh chị mắng em cũng được, chửi em cũng được, nhưng thì về cái góc độ về gọi là cái tâm nghề nghiệp thì nó đang có những cái dấu hiệu là chỉnh thì không giờ em khuyến nghị anh chị mua vào, đúng không ạ? Không khuyến nghị anh chị mua vào chị nhá. Và thứ hai nó không có kỹ thuật để mua đâu, nó không có cái đủ điều kiện kỹ thuật để mình mua đối với cổ phiếu BR này. Kể cả thị trường cũng vậy thôi, toàn thị trường chung gần như là các cổ phiếu nó tăng nóng hết rồi, không còn điểm mua đâu chị. Chị mua đuổi là nó dễ ăn bô, nên là không 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 có nghĩa chị mua được chị nhé. Dịch giữ chung dài hạn được không, được cho em? Dịch nếu mà mình bắt được cái vùng giá sao cổ phiếu dịch này, nếu mà bắt được cái vùng giá ấy thì giữ thoải mái thôi. Thôi chị thuyền BM. Nhưng cái dữ liệu của em nó toàn xuất hiện cái là LCC này cái gì. Dích dích ấy được chị nhá. Dích mà mình thực ra dích con này em thích con dích này. Dích thì nếu mua vùng giá này cũng làm giữ được chị ạ. Thì khả năng sẽ đi chỉnh vào đây thôi. Nó quanh về vùng 12 hoặc về vùng 13.5, 13.5 gì đó. Nếu có chỉnh đúng không ạ? Nếu có chỉnh thì các chỉnh vào đây. Và nó sẽ rơi quá trình tích lũy, nói chung là cần phải quá trình tích lũy để tiếp tục đi lên được, còn không thì phải cần một cái nhịp chỉnh mà tăng như này thì sẽ có nhịp chỉnh mạnh, cần một nhịp chỉnh mạnh, không thì phải rơi quá trình tích lũy hàng tuần giờ thì mới tiếp tục bật tăng được, bật tăng được gì ạ? Ok thì dịch mà chị giữ về mặt dài hạn, trung hạn cũng được, nhưng mà đối với cá nhân em ấy thì mất cái vùng giá này chị cứ thoát nhé, mất cái vùng giá này thì thoát hàng cho em nhé, giữ trung hay dài hạn hay không thì cứ mất cái zone này chị thoát nha. Đúng không ạ? Lúc đó nó rất là xấu, nó đã xấu cái về mặt ngắn hạn thì nó sẽ tác động đến cái chung và dài hạn. Đó, thì nếu mà giữ xác định trung hạn thì chị mất cái vùng giá 12 gì đó thì chạy. Chạy đối với dịch, không thì không phải giữ, không phải sợ đâu, không phải sợ đâu. Nói chung nó làm trên cái vùng hỗ trợ hết rồi. Làm hết trên hỗ trợ rồi. MBB chốt lời vùng giá nào? MBB thì nó cũng đang sự ấy thôi, nó đang có cái nhịp rung lắc trong nhịp này rồi. Rung lắc nhịp này rồi và đang có sự là nhà đầu tư bán ra kéo lên rồi, bán ra kéo lên rồi, nói chung là cũng hạ dần nha, hạ dần trong nhịp này thôi, hạ dần thôi, không phải con này lại cho cái nhịp giảm mạnh quay trở lại, đừng có đùa đâu, quay trở lại đây này, rồi nó mới tìm cái đoạn ao sen mỏng đi qua này, ao sen rất là mỏng, rồi bên anh canh hạ dần thôi, đang có dấu hiệu bà nước nữ này, nhà đầu tư nước nữ này, đây ví dụ nước nữ này. Nữ này khả năng ấy sầm vắt xuống này. À cái này đi vượt qua rồi. Đã vượt qua kỹ thuật rồi chị ạ. Này đây cái đâu đây này, cái kênh này này. Cái kênh này nó vượt qua rồi chị này. Chứ vẫn nó vẫn nó test về cái kênh này đùa đâu. Thường nó vách qua một kênh như này thì cái sóng như này thì nó vẫn nó test lại. Nó vẫn nó test lại đây là chuyện bình thường đấy chị ạ. Chuyện bình thường đấy, không đùa đâu. Đây có nhịp này thì nó test nó phát mạnh. Ok MB anh cứ hạ dần cho em nhé, hạ dần đi thì bao giờ để nó lên nó vượt qua trên mây này đã. Vượt qua trên mây này chị này. Thì trên mây này thì lúc đó mới mới cho một cái sức bật mạnh được. Bật mạnh được, còn không thì nó vẫn đang kìm kẹp bởi những cái vùng kháng cự rất là cao, rất là cao, nhiều khi là rất là khó nhỉ, rất là khó. Ok, xin chào 165 quý vị đang xem, nhưng chị đang xem live thì chưa like, khích lệ đâu đó em quên bằng một like chị nhé, cảm ơn quý chị rất nhiều.
Và em có gửi cái đường link tham gia vào Zoom ở phía dưới anh chị. Anh chị có nhu cầu thì anh chị về cần em quyền hỗ trợ hỏi đáp cổ phiếu trong phiên thì anh chị có thể join cái đường link. Thì các bạn cái luồng live stream thì bọn em có khung giờ cố định mà. Thế nên là anh chị cần em quyền hỗ trợ thì chị có thể join vào Zoom anh chị nhé. Zoom hoàn toàn free thôi, không có gì đâu. Thì gọi là nhận định thị trường hàng ngày. Thị trường hàng ngày đây này anh chị này, thị trường hàng ngày thôi, không có gì đâu. Gọi là cái Zoom nó hơi ấy tí, gọi là Zoom bơi cùng cá mập anh chị. Đây chị này thì buổi sáng ra bạn buổi sáng hoặc là buổi đêm bạn này bọn em có những cái cập nhật thị trường này, diễn biến thị trường này, biến đóng cửa ra sao này, thị trường chứng khoán thế giới ra sao này, VN chung và dài hạn này, thì như đây này VN nhất chung và dài hạn đang bật tăng rút chân quanh cái vùng hỗ trợ dài hạn là vùng 180, từ cái vùng 180 nó bật lên đúng không chị, tương đối tích cực cho cái cơ hội kết thúc một nhịp chỉnh về mặt chung dài hạn, mở ra cái cơ hội tích cực trở lại cho những loanh quanh cái vùng 1110. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn với lực cầu và tốt các nhóm các cổ phiếu trụ diễn biến thị trường thế giới đang diễn biến ổn định là yếu tố tương đối tốt cho thị trường. Tuy nhiên nhịp hiện tại ngắn trung hạn trước mắt là nhịp sóng hồi đúng không ạ, vì chung và dài hạn, chung và ngắn hạn nó vẫn đang là cái downtrend, nó vẫn đang là xu hướng giảm, nó vẫn là xu hướng giảm, nó làm dịch mây thì nó là một cái nhịp sóng hồi thôi, mà em vẫn đánh giá nó là nhịp sóng hồi thôi. Thì nhịp rung lắc và điều chỉnh tích lũy trở lại trong trung hạn có thể diễn ra là yếu tố thận trọng trong thời gian tới này đúng không ạ. Thế thì còn về với cái ngắn hạn này thì tiếp tục nhịp hồi phục thanh khoản gia tăng này là yếu tố tích cực cho thị trường này, dự kiến VN-Index tiếp tục đà tăng phục hồi chủ đạo hướng về quanh mốc 1180 đúng không ạ, 1180. Tuy nhiên sau nhịp hưng phấn, khả năng áp lực tiết cung ngắn hạn có thể diễn ra quanh những vùng cản ngắn hạn gần nhất là 1035 cộng trừ là yếu tố cần lưu ý. Hôm nay là cũng đang quay vùng giá đó chị nhá. Thì bên cạnh đó thì diễn biến chứng khoán thế giới có những hiệu rung lắc này là điều quan trọng này. Chính vì vậy thì ngắn thân hạn ngắn hạn này thận trọng cao độ trong việc mua mới, dù đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là được bao nhiêu và mất bao nhiêu chị nhá. Thì đây thì kịch bản một thì em Quyền có đưa ra nhận định đây cho anh chị ở trong Zoom cộng đồng đây. Thì cái kịch bản một là VN tiếp tục đà bật tăng đến cái vùng 1035 và 1050 rung lắc điều chỉnh. Kịch bản này có thể xảy ra thì em đang đánh giá nó là 70%, 70% của kịch bản này đúng không ạ. Kịch bản thứ hai là VN-Index có thể vượt cái vùng 1050 tiếp tục đà bật tăng hướng đến cái vùng 1070, 1080. Có hai kịch bản đấy chị nhé, có hai kịch bản, nhưng kịch bản điều chỉnh này thì em lại thiên về 70%, 70% đó. Thì đây cũng có những cái kịch bản nó vẽ vời hôm qua để cho anh chị nắm bắt được kịch bản đây mà đây. Ok chị nhé, nên chị có cần em hỗ trợ về các cổ phiếu thì chị cứ và tham gia vào Zoom cộng đồng thôi, hoàn toàn free thôi, không có gì anh chị ạ. Ok, MBB thì anh canh hạ dần nhé, nó đang ở những vùng rung lắc này rồi thì khả năng canh hạ dần đấy, canh hạ dần đi, nó tạo ra cái sự lưỡng lự này rồi là sẽ có vấn đề đấy. Nhận xét giúp em target con ALV Tiền Phong Banh. ALV thì nó vẫn đang lùi xuýnh rồi, nó đang bị ép tụ bởi cái nguồn cung ở đây này, cái trung bình anh bình gióng ra này, nó đang bị trung bình cái đoạn 17 phiên này, nó đang hòa vốn này, nó đang bị áp lực bán ra này, áp lực bán ra đang có dấu hiệu bán ra, đi phạm ạ, ALV đang dịu bán ra nhé, thì anh cũng cũng có thể nếu đang cầm hàng thì canh 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 hạ thôi, nói chung canh hạ xuống và mua lại cover mua lại vùng dưới này, quanh vùng 18.5 gì đó, có thể 18.5 hoặc cái vùng giá 20.1 nó quay vùng ten cam và kijun xem cái mức độ nó chỉnh như nào, độ chỉnh như nào. Cái vùng hỗ trợ là vùng đầu tiên là vùng 20.1 và hỗ trợ thứ hai là vùng 18.5, 18.5 đối với ALV. Tiền Phong Banh hôm nay có tín hiệu vượt mây này, hôm nay có tín hiệu vượt mây này, vượt mây này thì tuy nhiên thì vượt cái mây này đúng không? Hôm qua nó không test này, nó chưa test lại cái đường được đường hỗ trợ chéo này, cả chéo là chưa test chị nhé. À đây có cây okay, hôm qua nó buổi sáng nay test này, buổi sáng nay nó rũ về cái vùng hỗ trợ này phát lại bật lên này, chị nhìn thấy đâu ạ, hỗ trợ kizun bật lên là tạo ra cái lến spin ba quay quay cái lến. Và tuy nhiên thì hôm nay nó được cái nó có một cái tin có một cái tốt là bắt đầu nó nhú qua mây rồi, nó nhú qua mây rồi, nhưng mà với cái kiểu nhú qua mây này thì nó không bền đâu, nó không bền đâu đúng không ạ. Bây giờ mà có phải ví dụ nó có một cái lến là cái lến xác nhận vượt mây, thế thì có phải cần một cái kênh những cái lệnh tiếp theo xác nhận nữa, thì nhưng mà cái lệnh tiếp theo thì toàn gặp những vùng ông toàn những cái ông to mặt lớn đang ở đây trước mặt này,
ông to bạn lớn đang cản như này. Thế nên cái trường hợp này nó rất là khó, trường hợp để mà tăng tiếp, để mà mua ấy, đúng không, để mà mua vượt cái cây lên tín hiệu này thì rất là khó trường hợp này. Thế cái trường hợp này thì em thiên về mua điều chỉnh hơn, điều chỉnh hơn ạ. Đoạn này áp lực tích cung bán ra mạnh nhé, đừng có đùa nhé, áp lực bán ra mạnh đấy. Đó, đối với Tiền Phong Banh thì nó quanh cũng gần đạt được target rồi, nó quanh gần đạt target rồi, nói chung là cũng dấu hiệu rồi, dấu hiệu rồi, anh lưu ý thôi, hiểu rồi. Nó hôm nay cũng cây lên tốt rồi, vượt qua mây rồi thì chờ đợi xem những sự xác nhận tới thôi. Nên tôi VND và GET giá nào chốt nạ chốt anh, VND chốt dần thôi, thanh khoản hôm nay VND nó được kéo trần nên yếu rồi, đúng không ạ, VND mai chạm rồi, chạm mây rồi, nói chung chạm mây rồi anh chị, chạm mây thì cũng phải lưu ý thôi. Mai bắt đầu có sự rung lắc mạnh thì hạ dần thôi, hạ dần. Đoạn này chị phải khuyến toàn khuyến nghị chị hạ dần thôi chứ không không khuyến nghị chị mua vào đâu. Đang dấu hiệu ấy đấy. Buổi sáng mở cửa tăng xong rồi rũ xuống một phát lại kéo lên này. Thật ra thì người ta kéo lên đơn giản thôi, người ta không bán ra nữa đúng không? Người ta không bán nữa nhưng khả năng lên vùng giá này người ta bán từ từ thì mình nhiều khi mình không biết này. FOMO mua đuổi vào là dính đòn này. Dòng tiền vào vẫn khỏe này. Này vượt qua được MA 50 nữa rồi này. Đó. Nói chung là cũng có dấu hiệu là bán ra đấy anh lưu ý nhé, dấu hiệu bán ra đấy. Ghét vậy thôi anh, ghét cũng đang nước nữ rồi, đoạn này cũng đang nước nữ, chạm cản đúng không, chạm cản trung hạn rồi, tiết áp lực tích cung bán ra là có này, áp lực tích cung bán ra là có rồi. Chúng ta quay vùng giá này là thận trọng thôi, nó là thận trọng thôi nhé, thận trọng thôi, có thể là chỉnh một, nó có thể sẽ chỉnh một vài phiên gì đó nhưng mà cứ ra cho an toàn, nữa chỉ sâu hơn thì sao, chỉ sâu hơn thì sao luôn. Mình phải đặt những cái tình huống, tránh những tình huống nó xảy sâu hơn, chỉ sâu hơn cuối cùng là mình mất cái cơ hội, mất cái lợi nhuận, nên là mình không cần chị nhá, thị trường còn đó thôi, mất hàng không sao, còn hơn là mất tiền. Xem bộ em bán con LDG nó đang có dấu hiệu bán rồi, chung là nó xuất hiện những tín hiệu bán rồi, hiệu bán này và sự hưng phấn cũng tương đối rồi. Nói chung đoạn này nhà đầu tư hưng phấn rất là nhiều, chúng tôi chỉnh. Nói chung đoạn này thị trường càng kéo mạnh như này thì em sợ nó chỉnh sâu ấy, thị trường ấy nó lại có một cú rũ sâu ấy, thế này cũng nguy kịch lắm. Nói chung không mong cái trường hợp nó chỉnh sâu như vậy, mong chỉ để nhịp điều chỉnh thôi, điều chỉnh như cái H1 em vừa phân tích vừa vẽ vời cho anh chị nắm bắt được. Đang dấu hiệu bán rồi anh ạ, đang dấu hiệu bán rồi, thì lưu ý nhá, đang xuất hiện thì bán rồi, lưu ý đó. Còn nếu mà target của nó thì phải là quay trên đám mây này này, mây này, nhưng mà đang có tín hiệu sớm bán sớm rồi, dấu hiệu chốt lời rồi, đây này xuất hiện từ những phiên này rồi, nó xuất hiện rồi, mình lưu ý thôi. KBC canh nó hồi giá nào được, KBC vẫn là canh hồi à, KBC canh điều chỉnh chứ sẽ canh hồi. KBC canh chỉnh về đây thì mua thôi, bắt đầu đập đầu vào đá rồi, đập đầu vào mây này, cái chỉnh về 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 với hỗ trợ này 18.6 hoặc là loanh quanh vùng 17.5 7.5 thì mua lại. Mua lại. U con này hưng phấn rồi. Này hưng phấn quá rồi. Hưng phấn có nghĩa là không phải là các chị bán đâu. Nó vẫn còn tiếp tục hưng phấn nhá. Nó tiếp tục còn sự hưng phấn. Bây giờ phải đạt đến 100% mới là hưng phấn quá mức. Hưng phấn quá mức thì lúc đó nguy hiểm hơn, nhưng mà nó đang sự hưng phấn lắm rồi đấy. Hưng phấn như này thì rất dễ nhá. U con này. Em sợ con này chỉ sâu ấy. Em sợ con này chỉ sâu đấy. KBC không đùa đâu, kiểu này khả năng chỉ sâu ấy nhỉ, 17 về đây bao nhiêu, 21% đấy chị ạ, chỉnh về đây là 21% đấy, ví dụ chỉnh về đây là 21% là cũng mệt mỏi đấy, trăm mấy chị, ví dụ đây chị bán là 21% này, âm 16%, mình mua được mình âm bán ra thì chị giữ thì âm 16%, nhưng mà đến đoạn này chị mua vào thì được 21%, đúng ạ. Thì các bạn là mình bán, ví dụ mình bán vùng giá này thì mình mua mua được cái vùng giá này vừa rẻ vừa thêm cổ phiếu nữa, cho nên nó gia tăng mạnh hơn. Cao C lưu ý nhé, đang đừng mua đuổi nữa nhé, đừng mua đuổi. Canh điều chỉnh chứ canh hồi gì nữa, à đúng rồi, canh hồi quên, canh hồi đây anh. Điều chỉnh nó quanh vùng giá 17.4 gì đó, 17.4, 18.6, nhưng mà khả năng con này em
em thiên nó về cái vùng 17.17.4 17.5 hơn của Lâm Kết Tường đó. Thiên con đấy về vùng giá này hơn vì cái mức độ mà nó hưng phấn quá thì sẽ chỉnh sâu, chỉnh sâu. Ok, em xin chào 130 quý vị xem, chị đang xem live thì chưa like khích lệ đâu đó em quyền bằng một like chị nhé, cảm ơn quý chị rất là nhiều. Thì anh chị cần những cái thông tin mà mở tài khoản là mới này, hoặc là anh chị cần em quyền hỗ trợ mà này, đặc biệt là đang giao dịch với công ty chứng khoán VPS nữa hoặc là VPBank chị nhé, thì anh chị để được tham gia vào những cái zoom tín hiệu VIP thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp em, hoặc là anh chị có thể chuyển về ID của em Quyền là Y665 thì em Quyền sẽ liên lạc lại sau quý chị và sẽ hỗ trợ một cho chị nhá, trong suốt quá trình đầu tư. Ok, cảm ơn quý chị rất là nhiều. Ok, tiếp theo câu hỏi là đây. LV4 cứ tăng thế này có vào không vào được, nhưng nó cứ mở LV4 nó cứ mở mở gấp tăng không vào đâu, đừng mà. Đây này, cái này thì nó đi qua mất cái kỹ thuật rồi. Đấy, bốn nó đi qua mất cái kỹ thuật để rồi nó cứ tăng như này ghê quá này. Trước đó đi theo một góc độ này. Đây gọi là ấy gọi là em canh cái nhịp chỉnh thôi. Đúng không? Chứ thật ra thì đây nó cũng chẳng có cây sóng gì đâu. Đúng không? Đây nó không có cây sóng gì đâu chị nhé. Gọi là mình lúc đấy là mình đang dự phòng thôi. Dự phòng thôi chứ còn mình chưa xác định được cái điểm cái nhịp điều chỉnh thứ hai này. Nhịp điều chỉnh hai này thế nên mình không thể vẽ được. Ví dụ nhịp chỉnh thứ hai này ở đây này. Nếu mà mình mà lấy từ cái tâm điểm này. Cái này thật ra nó không phải là nhịp chỉnh đâu. Đây chưa chỉnh nhé chị nhé. Nó đã gọi là hướng về cái vùng Kizun này thôi. Nếu mà cái vùng Kizun, ví dụ nó có chỉnh thì chỉnh về đây này. Hoặc về đây, tùy theo góc độ. Tùy theo góc độ thì đem vào lấy cái tâm điểm của Kizun này thôi. Thế là con này xuất hiện được bán đây rồi, không nên mua nhé. Chạm trong mây rồi, rung nắc rồi. Chạm trong mây này thì nó mất cái sự phương hướng này, cái sự rung nắc. Có thể là rung nắc là vẫn hướng lên, hoặc có thể xuống xuống. Nhưng mà mua thì không nên mua ở trong mây này nữa. Không nên mua trong mây này nữa. Con này với một góc độ thẳng đứng như này thì lại rơi rất là cao. Kinh nhỉ, con này cặp lến đảo chiều chị này. Cặp lến đảo chiều này. Ôi, lời 4 thì không có nghĩ chị vào đâu. Đừng đua chị nhé, đừng đua gì. Muốn chỉnh chờ thứ hai D2 ok thì cứ chờ chỉnh thôi, kiên nhẫn chờ chỉnh, để chỉnh lúc nào cũng được, kể thứ năm chỉnh cũng được. Mình đã nếu mà đã xác định hạ bớt tỷ trọng hoặc là ra bớt hàng, ra hết hàng rồi cũng được, đứng ngoài thị trường chờ nhịp chỉnh cho an toàn, lúc nào chỉnh cũng được, cứ chỉnh xong là cứ chỉnh mà về được cái vùng hỗ trợ hoặc là về những cái điểm giá tốt hoặc là có cái tín hiệu mua thì mình lại mua. Đó, không sao cả, chỉnh lúc nào cũng được, kể sang tháng kể cả sang tuần nữa chỉnh cũng được, cho nó giảm 2 tuần cũng được, lúc nào chỉnh cũng được, có tín hiệu là mình mới quất thôi, có tín hiệu mình mới quất thôi. Hoặc là ở những hỗ trợ này thì xuất hiện cặp đến đảo chiều như này thì mình lại quất này. Ra nó về hỗ trợ này chị phải xác nhận cái những cái cặp đến đảo chiều thì mình mới mua. Đây là cặp đến đảo chiều chị mua. Đó, một cây đến thứ hai gọi là cây đến đảo chiều. Ví dụ cây này về đây này. Về đây nó xuất hiện một cây đến swing ba đúng không ạ? Hoặc cây đến dory nó nữ này. Sau đó thì mai có phiên cây đến xanh nữa, đúng không ạ? Cây đến xanh nữa thì mình mua cây đến thứ hai. Mua gọi là bánh theo đồ thị lớn đấy. Đồ thị lớn thì chị phải sử dụng những cái điểm mà Fibonacci này. À, hoặc là những cái vùng kháng cự hỗ trợ của trong cái Ichiku này thì lúc đó mình mới suy xét cái đồ thị lớn chị nhá, thì lúc đó lớn nó mới có tác dụng đối mạnh đối mạnh. Ghét 55 nói chung động tăng hết rồi anh ạ, canh hạ dần đi thôi, ghét 55 tăng hạ dần đi thôi, tăng hạ dần đi anh ạ, nó đang có dấu hiệu chỉnh. Con này ok quá này, con này một khắc đứng như này này, chỉnh khả năng chỉnh, có thể chỉnh ở đây hoặc chỉnh về đây tùy theo góc độ chỉnh chị nhá. Con này ghê lắm, sắp đạt được khoái cảm, sắp đạt được đến cái hưng phấn quá rồi, nguy hiểm quá. Đây này, bắt đầu nó chạm vùng cả trên, nó quay vùng 29 29.5 gì đó 29. Nói chung trong mây nào đó sự mất phương hướng rồi mất phương hướng rồi, nói chung là cũng canh hạ dần chị ạ, nó canh hạ dần thôi, canh hạ dần cho em. Bất động sản chắc sắp có game up sao sọt sao mà khỏe thế thì bất động sản vừa rồi nó được cứu mà, mấy cả nó được đâu đó là được cái gì đấy, được cái gì mà em đọc cái bài báo là các cái
trái phiếu ấy, trái phiếu không không ấy được đấy, được giải cứu trái phiếu đấy, không có ảnh hưởng nhiều đâu. À, trái phiếu là được hầu như là các doanh nghiệp bất động sản trái phiếu được có tài sản đảm bảo đủ điều kiện, đúng không? Điều kiện thế này là nhiều khi nó cũng là tốt thôi, nó tốt. Em mới ra hàng con Gin, đợt này chỉnh nên chú ý dòng bất động sản hay đầu tư công? Nếu có chỉnh thì mình vẫn thiên về dòng 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 trứng, dòng trứng và dòng thép hơn, và bất động sản và một số vào bất động sản. Đầu tư công thì đợt này thì nó này thì nhà nước đang giải ngân các dự án đầu tư công, ngân đầu tư công. Nhưng mà thật ra thì em thì vẫn thiên về dòng thép thôi, dòng thép và dòng trứng và một số con bất động sản, con bất động sản. Nói chung là tùy thôi, tùy con mã thôi. Nói chung là bất động sản hay con nào thì mình cứ có tín hiệu mình chơi cũng được. HA nay mua 31 ổn không? Hôm nay mua thì không ổn rồi, nay mua ghê quá. Hôm nay xuất hiện cái lên đảo chiều này, cặp lên đảo chiều này. HH mua may thì kinh quá. Đấy, cặp cặp lên đảo chiều đã bán trước đó rồi. Nguy hiểm nhá, mua năm nay là nguy hiểm rồi. Mua xong có cái lên đỏ này nguy hiểm này. Thật ra nó không có không kỹ thuật để mua. Con này chẳng có lý do gì mua. Mua thì có thể là mua cái lên này nó vượt qua những cái vùng vượt qua vùng đây thì mua được cái lên này. Đạp xuống đây thì may ra khóa vốn thì về thôi. Mua con này thì hơi cũng hơi ghê răng đấy, khả năng chỉnh về 27 là cao đấy, là ghê răng đấy. Nên mua thì không được rồi, nói chung là hôm qua đã nói rồi, anh chị đừng có mua mới mà đừng có FOMO gì cả. Ngày nào cũng hầu chỉnh, đứng đợi sân ga nhìn dầu cao tốc chạy nhé. Ok anh thì tùy tối thì gọi nó có dấu hiệu chỉnh thì phải thông báo đến quý chị là dấu hiệu chỉnh, chứ nghe nó đang có dấu hiệu chỉnh thì bảo anh chị mua vào mai nó chỉnh đúng không ạ, nó lại đạp cho mấy phiên sàn thì chị lúc đó anh chị lại mắng em chết, mắng em chết. Nên không không có dấu hiệu anh chị nhé, em nói rồi thì mất hàng còn hơn mất tiền, không nên FOMO luôn ạ, không cơ hội này cơ hội khác. Và tôi anh thì anh muốn mua thì quyền của anh thôi, có gì đâu ạ, có bắt được đâu ạ, ở đây là góc độ tư vấn thôi. Thì anh chị muốn mua thì anh chị mua, chứ em có cấm đâu anh chị mua đâu, tiền của anh chị mà đúng không ạ. Giá tiền nhá thì ngày nào cũng hô chỉnh đứng đợi, mình không phải là ngày nào cũng chỉnh mà nó đang có dấu hiệu chỉnh, đúng không ạ, nói rất rõ ràng là đang có dấu hiệu chỉnh chứ không phải nói ngày nào chỉnh được, đúng không? Nó đang có cái dấu hiệu chỉnh đối với thị trường, nó đang có dấu hiệu chỉnh, nó đang có nguy cơ chỉnh về kỹ thuật thì nó đang có nguy cơ chỉnh rất là cao. Em còn nhận định là 70% là nguy cơ chỉnh cơ mà, 70% nguy cơ chỉnh đó. Thì mà anh vẫn còn tiền thì anh cứ mua FOMO thôi, không sao cả. Của bạn Giang Tiên nhỉ, ban chiều mua như nào anh, ban mua sao được, đợi chỉnh đi mua gì, ban hôm nay bắt đầu bán rồi này, ban không mua đâu, chờ chỉnh đi bạn, chờ chỉnh lại vùng giá 14.8 nhé, về khả năng về 14.1 chấm niếp này, 14.1 gì đó, có thể 14, canh về 14 nếu có chỉnh. Thế thì bây giờ cái đoạn này mình phải đợi chỉnh xem thị trường nó chỉnh như nào đã, đúng không ạ, vẫn phải nó chỉnh sâu hơn mất cái zoom này thì không thể mua được, mua được phải chờ đoạn này xong mình chờ thêm cái lên thứ hai xác nhận đó, cái lên thứ hai xác nhận thì mình mới mua được. Còn nó mất cái lên đầu tiên đúng không ạ, cái lên đầu tiên cũng chưa nhé, chưa vội vàng nhé. VTB trung bình giá VTB không trung bình được, canh hạ canh bán cái hàng cũ nhỉ, canh hạ dần hàng cũ nhé, trung bình ra được gì không, trung bình được không, trung bình được đâu chị ạ, kể cả nó tăng em không khuyến nghị chị trung bình với kiểu này được, nó đang dấu hiệu bán ra này. Bây giờ chị muốn mà để vào hoặc vốn nhanh ấy, thì có thể chị hạ hạ dần với cái hàng cũ ra được, canh có thể nếu chỉnh với đây chị mua lại vùng dưới này, cái vùng dưới này thì cái tỷ lệ ở đây thì mình nó về bờ nhanh hơn đúng không ạ. Cứ gọi là mình có thể là bây giờ mình ví dụ như chị đang cầm vùng giá này đi, có thể bây giờ mình mất một chút lãi đi, à mất mất lỗ đi một chút đi, bỏ lỗ đi một chút đúng không ạ. Thì vị chi là mình mua lại đây, mình bán có thể mình hạ dần là dần 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 đây, mình mua lại đây, vị chi là mình mua sẽ được mua lại cái vùng giá rẻ và cái tỷ lệ cái cổ phiếu mình lại nắm giữ được nhiều hơn so với cái thời điểm cũ ban đầu đúng không ạ. Thì khi nó đã lên, ví dụ nó chỉ cần lên đến cái đoạn này thôi, lên cái đoạn này thôi là chị hòa vốn thôi, chứ không cần nó phải lên lại cái vùng giá trên này đúng không chị, không cần phải lên cái vùng giá trên này chị mới hòa vốn thôi.
Hiện lên các bạn trung bình này anh chị đã hòa vốn rồi. Thế nên anh chị coi như là mình gửi gắm tiền trong thị trường một chút xíu, mình lấy lại sau. Tuân thủ kỷ luật nhé. Rao dấu hiệu bán ra này, 1 2 3 phiên bán ra rồi này. Bán ra rồi đấy, cái sự nâng nự nó không còn lên được, dòng tiền nó không còn vào nữa rồi này, không kéo cái cổ phiếu VTB này lên nữa thì mình vào làm gì? Thì ngày phải canh phải ấy thôi, phải canh ra hàng thôi. Nói chung là đám đông bọn này rất là quyết liệt, thế nên là mình rất 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 ít đi ngược đám đông, mà thường thường đi ngược đám đông thì hay hay ấy hơn, đúng không ạ? Mọi người cứ nói là 5% thị trường chiến thắng, 5% ở đâu là đều là thua lỗ, đúng không ạ? Đều thua lỗ, thế nên là mình phải đi ngược đám đông một tí. Đám đông bọn này quyết liệt lắm, dọc tiền dữ dội lắm, cái gì ạ? Bọn em làm nghề môi giới thì thôi, sốt ruột lắm, nhìn nó tăng sốt ruột lắm, nhưng mà phải kiên nhẫn chờ đợi và tuân thủ kỷ luật trong trading, đúng không ạ? Dù đúng dù sai, cắt lỗ như nào và lời như nào, quan trọng là cái tỷ lệ lời lỗ ra sao thôi, đem lại lợi nhuận như nào thôi, đúng không ạ? Thị trường còn đó à, không có cơ hội này ta có cơ hội khác, không sao cả, kiên nhẫn chờ nhịp chỉnh chị nhé, kiên nhẫn chờ nhịp chỉnh cho nó an toàn. Ok, cảm ơn quý chị rất là nhiều. Em có gửi cái đường link tham gia giống mở chị. Chị có nhu cầu chị tham gia vào chị nhé. Anh chị hãy nhớ đăng ký kênh này để sau này có những cái buổi review của em Quyền ấy, xong rồi thông báo đến quý chị nhé. Ok, cảm ơn quý chị rất là nhiều. Đó, thì DBG chiều bán ra. DBG thì cũng mấy rồi, cũng đang có dấu hiệu bán rồi anh ạ. Chạm mây rồi, chạm đám mây rồi. Dấu hiệu bán ra rồi anh ạ. Có thể nếu nếu mà hoạt động xung lực của nó vẫn còn tăng được nữa thì chỉ có nó vượt qua cái mây này thì nó test lên được cái vùng cản như này, nếu xung lực còn mạnh. Nhưng với cái xung lực mạnh này thì khả năng không có, khả năng sẽ còn lên một tí nữa, xong nó nhún xuống là rung lắc trong 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 mây nhá, trong mây và lên một tí nó test lại đây, test lại đây đi lên này. Nếu có chỉnh, ví dụ chỉnh chỉnh lại lên quanh đây là đi lên này. Có này khả năng xung lực mai vẫn còn tăng nhé, có này khả năng xung lực mai vẫn còn tăng, hãy chỉnh đây đi lên nên đối với DBG. Nên đi vùng hỗ trợ và vùng kháng cự. Nên đi vùng hỗ trợ vùng kháng cự. Nên đi thì đang chạm vùng kháng cự rồi, và hỗ trợ của nó là vùng 11.9 cho đến cái vùng 11.4. À, vẫn nó quét về vùng giá này rất là cao đối với đi này. Quét về vùng giá này rất là cao này. Nó đang chạm kháng cự rồi nhé, chạm mây rồi này, chạm mây rồi. Đoạn mây này thì nó mất phương hướng thôi, nó mất phương hướng thì mình lưu ý thôi. Đoạn này thì mua bán là phải thận trọng thôi, bán thì còn được chứ mua thì không được, nó đã trong mây thì không nên mua. DGC mai vào được không? DGC mai cũng không vào được, thật sự mai cũng không vào được, nó đang chạm cản, không vào được đấy. Nhất là bây giờ nó đối với DGC này, DGC đã chạm cái áp lực tiết cung bán ra của nhà đầu tư trung bình 17 phiên đoạn này rồi, đúng không ạ? Có thể nó sẽ còn dướn lên cái kênh sóng này nữa, dướn lên kênh sóng này nữa. Một là dướn lên đây, sau đó vách qua thì có thể là vách qua thì canh test lại thì mua, lại thì mua. Hai, nếu nó chạm vào đây nó sẽ chỉnh vào đây thì mình mua lại, chỉnh về đây thì anh chị mua lại đó, đúng không ạ? Có hai kịch bản rõ ràng cho chị đối với cổ phiếu này. Vẽ nó hơi luống cuống tí, anh chị thông cảm nhé. Có hai kịch bản gì này, nó đang nói chung vào đây thì đây 61 61, ví dụ lên 65 được bốn giá. Thật ra thì cái tỷ lệ lợi nhuận nó không cao, tỷ lệ lợi không cao thì mà nó lại ấy, nó lại rủi ro cao gì. Cá nhân em thì không khuyến nghị mua nhé, không khuyến nghị mua đối với DGC.
không vào được bạn nhé. Nam Kim Vick target bao nhiêu? NKG. NKG thì thật ra thì nó đang vừa vượt qua được vùng giá này, nhưng mà áp lực chốt lời của nhà tư đã có này, khả năng thì cái sự cái nguồn cung tiết ra nhiều, cái nguồn cầu đang bị suy yếu này, thì còn nếu mà cái target của nó thì phải tận trên này cơ, target của về mặt ngắn hạn ấy là không nên đi được tận trên vùng 15. Cái suy xét về mặt trung hạn thì nó đang quanh cái vùng giá 12.3, 12.3, nhưng mà ở đây thì đang có cái dấu hiệu là đây này, về cái trung bình của đoạn nhà tư này, à, trung bình nó đang có áp lực tô đoạn này, chị gióng ra này, có sự áp lực tiếp cung bán ra này. Thế là khả năng nó cũng đạt được cái target của Lăng Kim rồi đấy, lưu ý nó, lưu ý anh canh 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 những phiên tới nhé. Bùi Dũng viên đi hỗ trợ DGC may vào được không anh? Lăng Kim VCG mục tiêu bao nhiêu? VCG ơ sao cái con này à, em dùng cái dữ liệu mới, đâm ra nó cứ xuất hiện những cái này ấy chị ạ, không hiểu tại sao. Còn AC CC là L gì? VCG. VCG mục tiêu. VCG nó còn một tí nữa là đạt được mục tiêu chứ. Xem không biết có đạt được không. Đây VCG đoạn này. Sắp sắp chạm vào mây rồi. Sắp đạt được một mây, đạt mục tiêu rồi anh ạ. Mây của nó bao nhiêu? Mây của nó 16, 16.3. 16.3 vị trí còn còn tầm 6 đến 5 giá nữa. À 0.6 đến 0.7 giá nữa. 0.6 đến 0.7 giá nữa. Cứ gọi là khoảng tầm 0.5 giá nữa đi. Lưu ý nhé, nó đang đạt được cái đám mây to quá anh chị này, đám mây to quá kinh lắm. Đây này, ví dụ như cái đám mây to gì này, chỉnh về cái đám mây to bật lên này, sau đó mới tìm cái đoạn mỏng đi này, nên là cái kỹ thuật ở đây thì khả năng nó sẽ chỉnh vào đây này đó, chỉnh vào đây sau đó tìm qua đoạn đám mây nó đi qua này, tìm qua đám mây nó đi qua nhỉ. Đang thì bắt đầu đi qua thì đây là mình có thể canh mua những vùng dưới này, canh mua lại những vùng dưới này anh chị nhá. MST khi nào bán được anh ơi? MST thì chưa rồi. MST thì thứ nhất là nó đang rung lắc này, lưu ý cái vùng cản là vùng 5.6, 5.6 kỳ run, và cái vùng cản là vùng 6.2, 6.2 đối với cái dao găm, đó là hai vùng giá mình lưu ý nhé, đó hai vùng giá lưu ý xem nó đi được cái lên góc độ nào, hai vùng cản đấy, đó là hai vùng áp lực tiếp cung bán ra đấy. Đình Vũ là 4 sell VLG anh như định sao? L4 sell rồi này cứ tăng là mầm thôi, nó đang được cái hưởng là nó đang được cái sự bất động sản này đang hưng phấn rồi. Đây 4 thì đang có sự là cái lực cầu ấy, lực cầu đang suy yếu nhá, L4. TC mua giá nào? TC thì phải canh chỉnh thôi, không có mua được. Anh chị có hỏi ai hỏi thì thật sự hỏi ai thì hỏi trong zoom khác thì em biết, trong team khác thì em biết, nhưng mà trong trong team của ITB thì sẽ nói anh chị là không thể mua luôn ở giai đoạn này được. À, canh mua lại những cái nhịp chỉnh đang quanh vùng 3.5 cho đến cái vùng giá 3.3. Còn các zoom khác thì em biết, còn zoom khác nhưng mà anh chị mà cứ hỏi trong zoom trong team ITB thì hầu như là không cho anh chị mua đâu. Thật sự luôn anh chị ạ, không mua được đâu, cái xe không mua được. Vinamilk nó đang ấy rồi, Vinamilk nó đang có sự phân kỳ rồi, nó vấn đề này, phân kỳ đang có dấu hiệu đảo chiều này. Đây nếu mà có điều chỉnh về đây anh mua lại này. Thì hoặc chỉnh về vùng giá 75, 75 này. Vinamilk anh chị này, phân kỳ là đai này. MWG mua lúc nào bạn? MWG thì mua chỉnh thôi, mua sắp đột biến thôi, chỉnh thôi, mua chỉnh này thôi. Con này khả năng con này mình rất kiểu thích thích kiểu này, nó đang khả năng con này nó chỉnh xuống tí cho nó bật tăng mạnh ấy, chỉnh xuống đây nó bật tăng mạnh ấy.
cách chỉnh nhá, cách đề hôm nay bắt đầu xuất hiện cái nến Dory này, nước nữ rồi, lực bán ra có này, lực bán ra bán này, báo bán này, chỉnh về 41 thì mua lại 41 40 10 41 gì đó, 10 41 thì mua lại đối với ấy nhá, đối với MWG. Linh Nguyễn SB giữ được không? SB đang chạm cản rồi chị. SB đang chạm cản 10.2 rồi. Đang chạm cản đây này. Chạm cái đỉnh cũ này. Đó, hai phiên này nó có lên được cái đỉnh cũ này đâu. Đang chạm cản rồi. Anh chị canh 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 ấy đi. Xuất lên cái mai khả năng con này với có một cái nến đỏ đỏ nữa này, xuất hiện cái cặp nến đảo ba, cái nến đảo chiều nữa là hoàn thành cái mô hình nến đảo chiều đấy. Đảo chiều nó chỉnh về đây rất là cao, có thể chỉnh về đây. Trước mắt cứ chỉnh về đây đã chị. Chỉnh cái zoom tenka này đã nó sẽ bật tăng được nhé. Đó, nó quay HB thì canh ấy thôi, canh canh ra dần thôi. ALA em AVN nhận xét giúp em chiều mua mới. AVL AVL là con gì? ALV không mua được đâu bạn, không mua được nhé. HPC chiều mua anh mua sao được, HPC mua sao được, C mua sao được, canh chỉnh lại chia canh chỉnh lại thì mua thôi, với cái góc độ mình vẫn cứ phải canh chỉnh thì mua nhá, góc độ mình canh chỉnh mua không khuyến nghị mua mới, canh được nhịp chỉnh lại thì mua. IC cũng vậy, IC vậy thôi. Đây là mấy giống cái kiểu này, mấy con lại rũ xuống này chưa mua được đâu. Kỹ thuật này mặc dù là vượt những vùng trên này tiếp tục này, nhưng mà kỹ thuật như vậy thì không mua được, IC không mua được nhé, hai con đều không mua được. Ban mình nói trên rồi, ban lấy thôi, canh chỉnh về mua thôi. Đã bán là bán dần đi, bán dần thì hạ dần đi, hạ dần thôi. Bao giờ nó mất cái hết cái này này thì bị bán hết này, mất cái vùng Kizun này bị bán hết này, nó không còn hỗ trợ nữa, hạ dần đi, hạ dần nó mất cái vùng giá này hẳn thì bán này, để bán này. Nhưng mà mình đang thiên nó chỉnh về đây này. Cái con này này sẽ thiên xong nó tìm cái đoạn mây mỏng nó đi qua đoạn này. Đoạn này này. Giá rất là thông minh, sẽ tìm cái đoạn mỏng của mây đây này. Đoạn của mây nó đi qua này. Đúng không ạ? Đấy, chị nhìn đọc giá đi qua đoạn mây mỏng này. Đây giày bắt nó đập đầu đá không xuống được này, không xuống, không lên được này. Đúng kỹ thuật không chị? Đó. Lên phát này, test này. Toàn có mây mỏng, giày nó không qua được này. Đây cái đoạn này thì qua được này, đoạn này thì không qua được này. Đoạn này qua ăn ba gậy thẳng đứng này. Cái chỉnh mua nhé, cái chỉnh lại vùng giá 14 thì mua đối ban. Hải Dương qua áp toàn tuyên bố chỉnh thì nó đang có nguy cơ chỉnh mà anh, thì các anh muốn mua thì việc của anh thôi đúng không ạ? Nó chỉnh, nó đang có dấu hiệu chỉnh mà lại bán chị mua vào, anh muốn mua thì anh cứ mua thôi. Anh đang có dấu hiệu chỉnh, phân tích về cái đồ thị cho anh chị rất là cụ thể rồi đúng không ạ? Còn hỏi anh chị là có thiên về cái đồ thị này không? Đó. Đây chị này, nó đang có dấu hiệu như này. Nó đang có dấu hiệu như này thì chẳng lẽ lại không không bảo anh chị là dấu hiệu chỉnh, thì bảo anh chị ra hàng dần dần đi còn gì nữa đúng không ạ? Mất hàng còn hơn mất tiền. Mất hàng còn hơn mất tiền. Cơ hội không còn lúc này, cơ hội còn lúc sau. Thị trường nó còn đó mà, nó có đi đâu đâu. Tiền nó chỉ chảy túi ra người này người kia thôi, quan trọng là làm sao tiền của mình nó không chảy đi là được. Đúng không ạ? Kể cả có lỡ cơ hội ở đây cũng được không sao cả. Có thể nó tiếp tục quánh nện cũng được không sao cả, quan trọng là vẫn còn tiền. Đây nó đang có nguy cơ chỉnh rõ ràng đây, nguy cơ đi rõ ràng cụ thể như này, tín hiệu phân kỳ này. Thật ra nó còn xác nhận thêm một cái nữa. Nó phân kỳ này thì nó phải có xác nhận thêm một cái chút xíu nữa gì, xác nhận thêm gì nhá, cần phải xác nhận thêm tín hiệu nữa thì nó sẽ là giảm rất là mạnh, tín hiệu nó giảm rất là mạnh. Thế em dở cái đồ thị này thì anh chị biết rồi đúng không, cần thêm tín hiệu nữa, cần confirm nhé. Confirm lại cái sự phân kỳ của RSI. Đúng ạ, confirm lại nhỉ. Xác nhận đấy, gọi xác nhận phân kỳ đảo chiều đấy. Ok, em mời anh chị uống một ly nước ạ. Hai giá nào vào được em ơi. Hanix canh chỉnh anh. Hãy canh chỉnh, toàn chỉnh thôi anh chị, có hỏi về em toàn bảo vô chỉnh nên không không ấy được, không mua đuổi được. Quan điểm em rất rõ ràng, không cho anh chị mua đuổi được. Đúng không ạ? Không khuyến nghị anh chị mua đuổi nhé.
anh chỉnh thì mua, anh chỉnh lại cái vùng giá 10, 15 hoặc có thể là 14.3 đến 15 gì đó mua lại. Không mua đuổi. Ai nói ngược nói xuôi cũng được, cái chị có chửi, cái chị có mắng em bảo là nó chưa chỉnh, nhưng mà em nói bảo nó có đang nguy cơ chỉnh nữa, chứ không nói là chỉnh, nó nguy cơ chị nhá. Nguy cơ chỉnh, anh mắng em cũng được, nhưng mà về góc độ, về cái tâm thì lại không khuyến nghị chị mua đâu, chị ạ. Đó. Tại sao những cái vùng giá này thì ví dụ như ở những cái vùng dưới này chị khuyến nghị chị không khuyến nghị chị mua, mà cứ lên đỉnh này lại khuyến nghị chị mua, thì khác gì là mua đuổi như này là FOMO không? Đúng ạ. Chị có nói ngược nói xuôi sẽ không sao cả, quan trọng là cái góc độ cái tâm thôi, cái tâm trong nghề thôi, nó không có dấu hiệu mua thì không không thể nói mua được các chị ạ, không nói mua được, nên là canh chỉnh thì mua, ăn ít canh chỉnh thì mua. Bên đi em nói trên rồi anh, bên đi canh chỉnh thôi, đất xanh thôi, đất xanh cũng vậy thôi. Lại có cái gì thế này, sao hôm nay cái AMI của mình nó có vấn đề gì ấy? Toàn AC hôm nay nó cứ nhảy linh tinh chứ. Đó, dấu hiệu bán này, toàn dấu hiệu người ta đang bán ra, mình lại đi mua vào. Ra mua vào đất xanh điểm gia tăng với ạ, đất xanh gia tăng sao được? Đất gia tăng thì nếu xác định đánh dài hạn bắt được vùng giá này thì canh chỉnh về đây thì gia tăng. Canh chỉnh về vùng dưới này gia tăng. Nó quanh vùng giá 10.4 cho đến cái vùng giá 10.9 thì gia tăng đối với đất xanh. Còn không mua đuổi nhé. Không mua đuổi. Tiền vào mà ầm ầm quỳnh quỳnh, tiền vào ầm ầm mà cứ chờ chỉnh. Thì tiền vào thì chị lại cứ thích thì chị lại đua thôi. Thị trường mấy hôm nay đánh nó mới vui, thế mới vui. Vui quá rồi thành hưng phấn quá rồi là thành ấy thôi, hưng phấn thôi. Thì đang hưng phấn này. Ok thì chị Quỳnh Quỳnh đúng không ạ? Tiền vào thì chị vào theo người ta thì chị cứ vào. Còn đối với em thì không khuyến nghị. Mua đuổi. Quan điểm rõ ràng. Chị mắng được không sao cả, lỡ cơ hội được không sao cả, có thể tiếp tục còn tăng nhưng lỡ không sao cả. HCG em vừa nói trên rồi anh, con A theo anh thế nào? A theo mình thì nó đang gặp chạm vùng cản rồi, chạm đám mây này rồi, mua bây giờ không được, mua đây bây giờ bán đây cũng không được, mà cũng không có kỹ thuật để mua, khả năng canh chỉnh nữa, chờ chỉnh về vùng 7 7 hoặc về vùng 6.4 6.5 thì mua đối với A. Đó, nó vẫn đang đao chen nhé, nó cái đám mây nó rất là to nhé, đám mây to là chưa vượt qua được đâu, chưa vượt qua đâu, chưa vượt qua. LB Bank LB Bank ngon này, con này cần tích lũy thêm, con này vượt cản đẹp rồi, con này giá làm trên mây vượt rồi, con này cần tích lũy thêm nhé, con này phải cần một khoảng tầm một tuần tích lũy, một tuần không vừa cần một tuần tích lũy nữa, một tuần tích lũy lại đối với con LB này, con này được rồi, con này là làm trên mây là ok rồi này, trên mây rồi, và đoạn này nó đoạn giá của mình đoạn này nó xa mây này đó, cần phải tích lũy thêm nhé, nhưng mà cần phải tích lũy thêm, nhưng mà nếu đang cầm hàng ấy, đang cầm hàng mất cái vùng dưới này thì bán này, mất vùng 10.7 thì bán nhé, 10.7 thì bán đối với LBB, LB thì không mua mới được. Hát cho hỏi điểm mua ETA, ETA đang tăng trần trần ầm mới mua sao được, điểm mua về canh chỉnh thôi, ETA tăng toàn mở trần tăng thôi, toàn tăng trần trần này. Dấu hiệu đã có sự bán ra đấy, dấu hiệu này sự cung cầu này đúng không, bán ra này. Chỉnh đấy, chờ chỉnh về vùng 3 thôi, ETA chờ chỉnh thôi. Chỉnh 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 toàn thôi, chỉnh 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 thì chờ mua. Quỳnh Quỳnh xem cho vui thôi, nghe bạn này mất cơ hội. Ok, mời bạn mất cơ hội thì mời bạn đi ra. Dồi ôi, có gì đâu, vẫn còn nấn nướt làm gì bạn Quỳnh Quỳnh. Mất cơ hội thì bạn cứ đi ra thôi, còn bạn sợ cơ hội thì bạn cứ mua vào, bảo gì đâu. Tiền của bạn mà, tài khoản của bạn mà, ai can thiệp được đâu. Ok bạn nhé, thì bạn không muốn nghe thì mời bạn đi ra, bạn không muốn mất cơ hội thì mời bạn đi ra khỏi cái luồng livestream của mình. Bạn có thể đi sang cái luồng livestream của bên khác, bạn nghe được cho nó hay. Đấy. Mất cơ hội gì thì ấy thôi, cơ hội không có cơ hội này thì cơ hội khác đúng không ạ, tiền của bạn thì bạn cứ mua, bạn thích thì bạn cứ mua thôi, cấm bạn đâu. Lại làm cho rào phát vài viên sàn thì xong lại ối rồi ơi, xong lại kêu lại quay ra lại biết thế biết thì lại muộn rồi.
BSMBB mic mua thêm được không? Không mua được đâu, BS đâu không mua được. Chẳng có gì mua được. Ở B cũng chẳng mua được, chẳng có gì mua được. Mic vậy thôi, chẳng có mua được. Mic chẳng mua được, quái điểm mua rồi. Mic quái điểm mua rồi. Không mua được gì. Vũ Long Xuân có gì không, không mua được. Bùi Hải làm như đang up trend ấy mà sợ mất cơ hội rồi, nó vẫn đang down trend, nó đang làm một xu hướng giảm mà, đúng không ạ? Cụ thể nó rõ ràng, rất là cụ thể, làm gì cơ hội nó còn dài, thị trường nó có đi đâu đâu, nó vẫn còn đấy mà, nó không mất cơ, mình mất cơ hội này cơ hội khác, quan trọng là phải còn tiền, quan trọng còn tiền. Khi chúng ta mất thì mất bao nhiêu, mà khi chúng ta được thì được bao nhiêu, đó là cái câu chuyện, đó là cái mấu chốt thôi. Có thể là cho nó một nhịp tăng hẳn nóng đi, sau đó cho tích lũy lại đi, thôi mình mua lại đúng không ạ? Mua cao bán cao hơn không giả, an toàn thì mình mua, chả tội gì cả. Anh thấy Hòa Phát đầu tư lâu dài thì mua giá bao nhiêu? À, đầu tư lâu dài vừa rồi mua ở vừa thấp vừa rồi thì ngon. Đầu tư vừa rồi vừa dưới này này. Đây, hỗ trợ mây này thì ngon này. Đây là cách chỉnh lại thì mua để đầu tư dài hạn được. Cách chỉnh ở đây. Con này thì khả năng là nói thật sự là đối với Hòa Phát đấy. Hòa Phát mà nó không phát hành thêm những cổ phiếu ấy, à phát hành thêm trả cổ tức với cổ phiếu không điều chỉnh giá thì nó chẳng có giá này đâu. Nó không còn ở cái vùng giá chỉnh về tận vùng mười mấy đâu. Thì có một cái buổi review của em Quyền đúng không ạ? Có nói là đối với cổ phiếu Hòa Phát này mà về cái vùng giá là 12 hôm đấy là 12.5 đúng không ạ? Bảo về 12.5 đến 12.3 là em múc mạnh con này đúng không ạ? Múc mạnh con đối với này. Và con này là em thường xuyên đánh con này đối với con HBG này. Nhưng mà đang đang ra dần rồi, đang ra dần rồi chị. Tăng vẫn còn nóng, vẫn đang ra dần. Vẫn đang ra dần rồi. Hôm nay chạm cản vẫn có này. Nay cung rồi. Ok, nếu vậy thì chỉnh lại thì mua để đầu tư dài hạn được. Và phát tốt mà, cổ phiếu quốc dân tốt mà. Chiết khấu dài hạn rất là tốt rồi. Nhưng mà chờ chỉnh lại thì mua nhé, đừng mua đuổi như này. Đúng ạ, nếu xác định dài hạn thì chờ chỉnh thì mua để nắm giữ dài hạn. Chứ không mua đoạn này thì mình lại mất lợi thế, đúng HPG. EVG giữ chiều giữ. EVG. EVG chiều giữ, ok, EVG thì vẫn giữ được thôi. Con này thì khả năng nó đang tích lũy thôi. Tiếp tục nắm giữ vậy. Mất cái vùng dưới này, mất cái vùng 3.6 thì bán này. 3.6 thì bán, tiếp tục nắm giữ được nhé. À là V không mua mới được anh, em nói trên rồi. AV không mua mới được đâu. Đang bị áp lực tích cung bán ra. Tích cung bán ra. Phong Trần bóp chiều mua giá 3 ngày mai, giá 3 ngày mai. Con bóp này mua giá 3 ngày mai. Bóp thì nó cũng không có kỹ thuật để mua cơ. Không có kỹ thuật để mua. Phân kỳ chẳng có. Hỗ trợ chẳng không, đang gặp kháng cự, không mua được, không có tín hiệu để mua, không có hỗ trợ nào để mua, không có gì để mua, không có gì để kỹ thuật gì để mua cả. Mua thì có thể mua ở cái nến này thì nó xuất hiện những cái nến đảo chiều này thì mua này, còn bây giờ thì không có gì để mua đâu. Mua kiểu gì, ai nói ngược nói xuôi, bây giờ bảo mua cái lý do gì cho mình. Đúng là đây lại còn cái cặp nến là cặp nến cũng cặp nến đấy này, cặp nến giảm này xuất hiện tại vùng kháng cự này đó, cặp nến tăng cặp nến giảm này xuất hiện vùng kháng cự, không mua ra được anh, mai không mua được nhá. Mặc dù thực ra thì nếu xác định dài hạn thì mua vứt đó thì được, nhưng mà về thì về cái kiểu này thì ghê lắm, cái này thì tự nhiên từ về vùng đó là mấy mà rơi về vùng 3 là có vấn đề đấy, vấn đề đúng không? Rơi mạnh quá không chơi. À, anh Bùi Hải đúng rồi, làm như gấp chen nhưng mà sợ mất hàng cơ hội, cơ hội phải lấy đúng không anh, mất làm sao được đúng không ạ? Không cơ hội này cơ hội khác, đang tăng ầm ầm như này dữ dội như này thì vào mà FOMO là chết này. Anh chị cứ ra dần thôi, đừng đừng có đừng 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 có FOMO anh chị nhé, đừng có FOMO, anh chị FOMO dễ dính bô lắm thật sự luôn đấy. Với cái tâm nghề nghiệp này không khuyến nghị chị mua đâu, cái cá nhân của team em cho giá hết rồi, nói chẳng nói gì giấu chị, mặc dù cái này bán sớm hơn cũng được, bán sớm hơn đúng không ạ, nhưng cứ phải an toàn và đem lại lợi nhuận cho khách hàng là chính, quan trọng là an toàn chị ạ. Em cho khách hàng của em giá hết rồi đấy. Có tín hiệu nhưng có nguy cơ thì em cho giá hết rồi, cho an toàn, mặc dù tiếp tục còn tăng đấy đúng không ạ, cứ an toàn thôi, cứ có lợi nhuận được rồi, quan trọng chúng ta được bao nhiêu mất như nào thôi và tổng kết là được như nào thôi đúng không ạ.
SHS chiều bán, SH thì đang ấy rồi anh. Nói chung điểm này thì canh hạn dần đi thôi. Đó. Canh hạn dần đi anh chị ạ. Hưng phấn hết rồi, đoạn này hưng phấn, của đầu tư hưng phấn. Kinh khủng. Nó xem thì canh hạ dần thôi, nếu có chỉnh thì chỉ mua lại vùng giá này. Hạ dần thì chọn cho an toàn. Nó điện bán từ vùng cách phiên trước rồi, chỉnh về đây này, chỉnh về vùng 9 này. 9.9 gọi về vùng 10, sâu hơn thì về vùng giá 9.2. Nhưng em thiên về vùng giá 9, giá 10 hơn. Giá 10 hơn. Chỉnh về đây thì mua lại. Hạ dần đi chị ạ, hạ dần đi nhé, hạ dần đi. Hạ dần đi chị ạ, hạ dần cho an toàn. Ok anh chị, thì anh chị cần em Quyền hỗ trợ về mở tài khoản công ty chứng khoán mới thì chị có thể liên hệ trực tiếp em Quyền sẽ hỗ trợ anh chị về mở tài khoản chị nhé. Nếu anh chị mà đang giao dịch bên công ty chứng khoán VBS hoặc là VPBank, anh chị mà chưa có được hỗ trợ tốt ý, đúng không ạ, cũng như là chưa được có gia tăng lợi nhuận cho mình trên thị trường chứng khoán này, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Quyền theo số điện thoại 0983767769, hoặc anh chị có thể chuyển cái ID về em Quyền Y665 thì em Quyền sẽ liên lạc lại sau quý chị và sẽ hỗ trợ cho anh chị một trong suốt quá trình đầu tư, và anh chị sẽ được quyền lợi của anh chị sẽ được vào zone tín hiệu VIP với chị nhé. Ngoài ra không phải mất cái gì nữa anh chị ạ. Ok, cảm ơn quý chị nhiều. Và anh chị chưa like thì đâu đó anh chị khích lệ em Quyền một like chị nhá. Cảm ơn quý chị rất nhiều. Và anh chị nhớ đăng ký kênh ấy để sau này có cái buổi review của em Quyền với anh em trong công bộ sẽ thông báo đến quý chị. Bây giờ là điểm bán. Bây giờ thì bao giờ là hết cái giá trần thì hết cái dư trần thì canh ấy thôi. Nó khi nào nó tự nhiên có một ngày nào đó này, tự nhiên có một ngày đột biến về thanh khoản xong là cái sự giá trần rung lắc ấy, thì mình cũng canh ra thôi. Còn này cứ tiếp tục dư trần thôi. Đó. BAS à, heo ăn chuối. BAS. BAS này chặn cản này, chặn Kijun này. Nhưng này chặn cản Kijun rồi. Con này thì con này để mà bán cắt lỗ hoàn toàn thì phải cắt đoạn này. Cắt đoạn 16.3 thì cắt hoàn toàn. Còn bây giờ đang chặn cản rồi. Còn nếu nó vượt qua được thì nó sẽ lên vùng giá trên này 21.5, nhưng mà con này khả năng còn tí nữa còn chán. Con này tí nữa còn chán mới bật tăng được. Tôi nghĩ còn chán. Quách Anh Hùng đánh giá điểm mua C4G và FRT tí đánh ok thôi. C4G điểm mua ok đây, chỉnh chờ chỉnh nữa chưa thấy câu đây, chờ chỉnh vào đây, có thể chỉnh đây hoặc chỉnh đây tùy theo cái quanh những cái hỗ trợ đây này, quanh cái hỗ trợ của nó là vùng 8.1 8.1 hoặc về vùng 7.7.9 à 7.2 7.2 hoặc loanh quanh vùng giá cản này, đang tăng chỉnh rồi đấy, đang đang xuất hiện cái nến Dory rồi đấy. Dory tại cái vùng bay như này ấy, thì là nó tỷ lệ nó đảo chiều nó cao, mai cặp nến, mai có cái nến giảm này nữa thôi, mai cái nến giảm này nữa là xuất hiện cặp nến đảo chiều rồi đấy, đúng không? Đó, mai xuất hiện đỏ là cặp nến đảo chiều là chỉnh mua lại thôi anh chị. FRT thì theo mình phải nó phải vách qua được cái này này, vách qua được cái vùng cản 80 thì mình mua. Cái trung tuần đây này, đó cản dưới vùng 80 thì mình mua, nó đoạn này này 75-80 gì đó, vách qua đoạn này 75-80 mua đối với FRT nhé. Và đợi vào vách qua được cái cản chéo của trung tuần này đã thì mới chơi được. Đó. Đoạn này đang gặp những vùng kháng cự lắm, không mua được đâu, không mua được. Và ok, cảm ơn chị doanh nghiệp Combank chiều mua. Vietcombank, thật ra Vietcombank em không phải em đánh con Vietcombank gì đâu, em chưa đánh con Vietcombank này. Tại sao lại không đánh con này? Tại vì nó ở trong cái rổ V30, nó toàn dùng những cái cổ phiếu này, nó kéo xả. Em không phải không mua những con này, nhưng nếu không có mua thì nếu mà chị mua chờ chỉnh với anh chị mua này, đừng mua đuổi nhé. Trung tuần nó đang đang chạm mây này, không mua được đâu.
Đó, chờ chỉnh về mua thôi, có thể chỉnh về vùng 74 gì đó mua lại. 74, 74, 76 thì mua lại. Con này em chưa đánh bao giờ con này. Sự con này là trong rổ V30 nó cứ tạo nó tạo ra cái cung cái kéo xả luôn, kéo xả nhưng không thích con này lắm. Thích. Trưởng Y Nguyễn, ok. Cảm ơn anh. Xem dùm em con HQC bán sao anh? HQC này vẫn tăng trần đúng không? HQC nay tiếp tục vui rồi. HQC đang bị đang đang có dấu hiệu bán ra này. Canh có thể mai chạm mây thì cái canh thoát dần thôi, canh chạm mây thoát dần thôi. Còn nếu nó chỉnh về đây thì mua lại, chỉnh về những vùng dưới này thì mua lại này, cái mua lại vùng dưới này 72 chấm. Còn này chị toàn đánh Benny à? Đi, nó chỉnh về đây thì mua thôi. Mai chạm mây này, bắt đầu chạm mây này, tỷ lệ điều chỉnh xuống rất là cao, rất là cao. Ok quý anh chị, thì anh chị không còn câu hỏi khác thì em quyền xin dừng buổi livestream tại đây anh chị nhá. Thì anh chị chưa tham gia vào zoom mở bên phía dưới thì anh chị có thể soi cái đường link bên dưới em gửi bên dưới anh chị. Thì zoom hoàn toàn free thôi, không có gì đâu chị nhá. Là hỗ trợ anh chị về các mã cổ phiếu hỏi đáp hàng ngày thôi. Cũng như là đang hỏi đáp trên trực tiếp livestream này thôi anh chị. Ok, thì anh chị không còn câu hỏi nào khác thì em quyền xin dừng buổi livestream tại đây. Và hẹn anh chị vào 15 giờ tối ngày mai tiếp tục anh chị nhá. Tối hàng ngày em quyền này sẽ lên hỗ trợ cho chị về các mã cổ phiếu sau cái buổi thị trường kết thúc và kết thúc giao dịch. Ok, xin chào và lại quý anh chị. Hẹn chúc anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình.